Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 8. Chương 71: Thần kinh nhạy cảm. Thiếu gia, viện số 1 không biết đó là số liệu trắc nghiệm của ngài. Cận quản gia không hiểu rõ ràng chuyện này, theo bản năng nghĩ rằng thiếu gia đang nghi ngờ về số liệu của mình, lại đoán không ra dụng ý của thiếu gia. Chẳng lẽ thiếu gia đối với chuyện phái đoàn đại biểu của Học viện Quân sự số 1 đến giao lưu với Đại học Lê Hoa, quấy rối sự thanh tĩnh của mình mà có chút bất mãn hay sao? Có thể là mẫu thu thập đã có vấn đề. Thái Chi Nguyên tự nhiên sẽ không đi trách cứ gã quản gia người hầu tự tiện hành động ngây thơ. Cúi đầu nhìn xuống số liệu phân tích báo cáo về thực nghiệm của Hứa Nhạc, áp lực trầm trọng cố gắng chịu đựng mỗi ngày cũng thả lỏng vài phần. Hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái, những chuyên viên phân tích của Học viện Quân sự số 1 tự nhiên sẽ không phán đoán sai lầm. Những số liệu dày đặc kia quả thật có chút cổ quái so với trực giác cùng với những thực tế của đêm hôm qua. Trong những số liệu thống kê của Hứa Nhạc, loại bỏ những chỉ lệnh cùng với những tốc độ dư thừa đưa vào, lấy ra giá trị trung bình, giá trị cao nhất cũng chỉ là nằm trong khoảng giá trị trung bình mà thôi. Hứa Nhạc tối đa cũng chỉ có thể đưa vào trong con robot hơn 100 chỉ lệnh hữu hiệu, cho dù toàn bộ các chỉ lệnh đưa vào đều toàn bộ là chỉ lệnh chính xác. Nhưng dù sao tốc độ này cũng quá thấp, vẫn như cũ không có khả năng kiên trì tại cấp độ 6 trong khoảng thời gian 11 giây 7 được, nhiều lắm khoảng 7 giây đã thất bại rồi. Những số liệu ghi nhận lại quả thật là có vấn đề. Thái Chi Nguyên tò mò, cẩn thận đọc kỹ lại. Tốc độ của bản thân hắn đưa vào đại khái là cao gấp 4 lần đối phương đúng là kẻ mới bắt đầu tập luyện mà thôi. Dựa theo số liệu phân tích của Học viện Quân sự số 1 mà nói, nếu dựa vào tốc độ này, hoàn thành những phản ứng động tác né tránh đối với con robot, trừ phi thần kinh của kẻ thực nghiệm có tốc độ phản ứng cao đến mức bất khả tư nghị, 0,012. Nhìn con số mà máy tính phân tích ra, Thái Chi Nguyên cũng không khỏi có chút hoài nghi về độ tin cậy đối với số liệu thống kê của Hứa Nhạc. Điều quan trọng nhất trong thao tác robot là ở chỗ tốc độ phản ứng của tác giả. Thiết bị cảm ứng dò xét toàn thân của robot sẽ điều tra địa hình cho đến hoàn cảnh, phát hiện ra mục tiêu đối địch hoặc chướng ngại vật xuất hiện trên các màn hình để người thao tác có thể dùng mắt thường quan sát được. Những vệt sáng và các quang khối hoặc là số liệu kia, dùng mắt thường đọc, sau đó đưa vào trong đại não phân tích, lại tiếp tục thông qua đại não phát ra chỉ lệnh, đưa qua hệ thống thần kinh thao tác, truyền xuống hai tay, lại tiếp tục thông qua các ngón tay trên màn hình cảm ứng đưa ra các thao tác chỉ lệnh, con robot sẽ dựa vào những chỉ lệnh làm ra động tác tương ứng, đây chính là toàn bộ quá trình. Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng giản lược qua quá trình kia. Tốc độ phản ứng của con người sau khi trải qua rèn luyện có thể trở nên nhanh chóng hơn người bình thường rất nhiều. Giống như các đội viên robot đặc chủng tiêm kích cao cấp của liên bang hoặc là đế quốc đặc biệt huấn luyện. Nhưng dù sao khả năng chịu đựng của bọn họ cũng có giới hạn nhất định, không có khả năng nhanh đến trình độ bất khả tư nghị như vậy, loại tốc độ phản ứng kia gần như là bằng không. Mà từ số liệu phân tích cùng với các giai đoạn tác chiến của robot mà xem, muốn rút ngắn thời gian điều khiển, duy nhất chỉ có thể giảm bớt được thời gian phản ứng thao tác, liền là ở chỗ khoảng thời gian phát ra chỉ lệnh từ đại não truyền xuống đến hai đầu ngón tay. Khoa học đã sớm chứng minh, thần kinh xử lý tốc độ của con người cho đến tốc độ phản ứng đại khái là khoảng 300 thước một giây. Tốc độ hưởng ứng trong khoảng 1 phần 126 giây, tốc độ truyền tải thông tin truyền tải thì khoảng 120 thước một giây. Mà số liệu thực nghiệm của Hứa Nhạc cho thấy, tốc độ phản ứng thần kinh hoặc là tốc độ phản ứng, tốc độ truyền tải thông tin đều đã vượt qua tốc độ ghi nhận này. Khó trách các chuyên gia phân tích trong phòng thí nghiệm của Học viện Quân sự số 1 nghĩ rằng các số liệu này có vấn đề. Bởi vì tốc độ phản ứng trên cơ thể con người nếu như có thể nhanh đến trình độ như vậy, điều này chỉ có thể nói rằng người kia không phải là người. Thi Chi Nguyên lắc lắc đầu, đem phần số liệu này quăng sang một bên. Số liệu này nếu đã có vấn đề, hắn cũng không có hứng thú để quan tâm đến những thứ ngu ngốc kia nữa. Hắn cũng không lo lắng chuyện có thể là những cao thủ của những thế lực nào đó ngụy trang thành một sinh viên bình thường để tiếp cận mình. Bởi vì là một kẻ ngụy trang nên đã ngụy trang tốc độ phản ứng của mình trở nên chậm chạp hơn một chút, nhưng lại không có khả năng bịa đặt ra tốc độ phản ứng thần kinh gần như hoang đường như thế. Đúng rồi, Cận Thúc, tối nay,
chuẩn bị một bình cà phê. Thái Chi Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện gì rất quan trọng, cau mày nói, hai cái tách. Hứa Nhạc quả thật có được thần kinh phản ứng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Nếu đổi lại là một người nào khác, khi còn là một thiếu niên, biết ông chủ mình là một binh lính đào ngũ của quân đội, nhất định là sẽ bỏ trốn khỏi cửa hàng sửa chữa điện tử, sau đó cả người sẽ run run mà chạy đi báo lại với chính phủ. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có như vậy. Nếu như đổi lại là một người khác, nếu bị quân đội đặc chủng bắt được, đem mấy cái họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình, nhất định là sẽ bị dọa cho tè ra quần, lập tức đem tung tích của Phong Đại Thúc thành thành thật thật mà nói ra hết. Nhưng Hứa Nhạc cũng không có như vậy. Nếu như đổi lại là người khác, khi phát hiện ra quang huy của hiến chương thứ nhất vốn đã trải rộng toàn bộ liên bang không cách nào chiếu rọi lên người của mình, khi hắn phát hiện ra mình có thể thay thế một con chip vi mạch khác sau gáy mình, nhất định sẽ bị dọa thành ra ngu ngốc. Mà Hứa Nhạc cũng không có. Có lẽ bởi vì hắn trong 18 năm cuộc sống ngắn ngủi này đã gặp qua quá nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái vô cùng. Cho nên khi hắn phát hiện ra trong cơ thể có được một cỗ lực lượng thần kỳ tựa hồ so với chính mình tưởng tượng càng thần kỳ hơn rất nhiều. Hắn cũng không chút nào cảm thấy kinh hoàng hay bất an, ngược lại càng cảm thấy mơ hồ hưng phấn và khát vọng. Không phải là khát vọng đối với lực lượng mà đúng là khát vọng về những thứ mình không biết. Hắn chỉ là nhận biết tất cả những thứ này, tiếp nhận hết tất cả, dũng cảm đối mặt với tất cả. Hơn nữa, lại đối mặt một cách vô cùng vui vẻ. Dù là bây giờ hắn cũng không còn là thân phận một đào phạm trong xã hội nữa, mà hắn vẫn như cũ trải qua một cuộc sống vui vẻ mà khoái hoạt trong cuộc sống học tập và làm việc tại Đại học Lê Hoa. Hắn có bạn bè, cũng có bạn gái, còn có một gã bạn bè đêm nào cũng cùng học tập thực nghiệm mà hắn chưa từng gặp mặt qua nữa. Còn có chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, nguyện ý trả giá bằng mồ hôi và thời gian để làm. Đương nhiên, loại thần kinh mạnh mẽ này chính là do tính cách của Hứa Nhạc, không hề có bất cứ quan hệ gì đối với số liệu thống kê phân tích của Học viện Quân sự số 1 cả. Hứa Nhạc không biết trên thế giới này lại có người đã tiến hành phân tích qua thần kinh của mình. Hơn nữa, lại còn cho rằng mấy cái số liệu kia lại là số liệu giả. Nếu như là chính hắn đi tiến hành kiểm tra mấy cái số liệu kia, kỳ thật có thể thoải mái cho ra những tình huống kết luận phù hợp nhất với thực tế như vậy. Trên thế giới này không có người nào có được tốc độ phản ứng thần kinh cho đến tốc độ truyền tải thông tin nhanh đến mức bất khả tư nghị như vậy. Hứa Nhạc cũng không thể, Phong Dư cũng không thể. Sở dĩ trong quá trình kiểm tra đo lường từ một tốc độ phản ứng thấp đến đáng thương kia có thể đạt đến hiệu quả tốc độ mạnh đến như thế, toàn bộ là bởi vì trong quá trình khi mấy tia sáng cùng với quang khối trên màn hình kia truyền vào trong mắt hắn, trải qua quá trình tính toán của đại não, cũng không phải thông qua thần kinh trung ương xử lý và các hệ thần kinh truyền xuống hai tay. Đúng là đại não tiếp nhận thông tin và xử lý phản ứng, nhưng mà là dọc theo con đường mà cỗ rung động cùng với nhiệt lưu kỳ dị kia trong cơ thể lưu chuyển. Nếu nói là trung khu thần kinh trong cơ thể con người chính là khu đặc khu, còn vùng ngoại ô chính là 10 đầu ngón tay xử lý thông tin của đại não. Từ khu đặc khu chuyển ra vùng ngoại ô nhiều nhất cũng chỉ có 12 con đường lộ cao tốc, tốc độ cao. Trong cơ thể Hứa Nhạc về mặt giải phẫu khẳng định là không có con đường tắt nào, nhưng lại giống như là con đường du hành vũ trụ giữa các tinh hệ vậy, không có giới hạn, chỉ có phương hướng, không có giới hạn tốc độ, chỉ có rộng lớn. Lúc này, sau mấy đêm nghiên cứu cẩn thận về khả năng thực hành, Hứa Nhạc cũng dần dần cảm nhận được chỗ tuyệt vời của phương thức khống chế kỳ dị này. Trầm mê trong đó khó có thể kiềm chế được. Mà kiên trì một thời gian ở cấp độ 6 này cũng đã càng ngày càng lâu hơn, từ 11 giây 8 đã lên tới 17 giây. Ngoại trừ việc không ngừng tiến hành thí nghiệm cùng với mô hình con robot kia, Hứa Nhạc mấy ngày nay còn có một chuyện khiến hắn để tâm. Hắn phát hiện người bạn học hàng đêm vẫn cùng hắn thực nghiệm tựa hồ như đồng dạng có vấn đề mất ngủ. Mặc dù cho đến giờ hai người vẫn chưa từng gặp mặt, chỉ là hai người tựa hồ là đi chung một hành lang. Thông qua mấy thứ đồ ăn khuya mà hai người hàng đêm trao đổi với nhau, Hứa Nhạc về sau cũng chuẩn bị khá nhiều đồ ăn rất sung túc. Giống như là bánh rán hoặc là khoai nướng. Mấy ngày nay những thứ thức ăn kia quả thật cũng không dễ kiếm. Hơn nữa, giá cả cũng không rẻ cho lắm. Nhưng Hứa Nhạc trong vòng nửa năm nay, buổi tối đều phải ăn thêm, đối với việc kiếm thức ăn khuya cũng không phải quá khó khăn gì. Nhưng lại cũng phải tìm những thứ gì khác biệt một chút. Như tối hôm nay, thứ hắn mang đến là thịt dê nướng, đương nhiên là thịt dê tổng hợp. Hắn nhìn qua trên bàn của phòng nghỉ kia, có một bình cà phê cùng với một đĩa bánh quy ít đến đáng thương,
nhịn không được cười cười. Nghĩ thầm người kia nói mình là con quỷ hẹp hòi, kỳ thật hắn mới chính là kẻ keo kiệt nhất, bánh quy ít như thế mà cũng đủ ăn hay sao? Sau cùng hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra mấy cái bánh quy trứng cá kia có chút quái dị. Mặc dù hắn cũng biết loại bánh quy này cực kỳ đắt tiền, nhưng hắn vẫn như cũ không thích. Hứa Nhạc cực kỳ tự nhiên rót cho mình một ly cà phê nóng, sau đó ngồi xuống cái ghế từ từ thưởng thức một chút. Chậm chậm lôi cái thân thể của mình vào trong phòng. Hắn và gã bạn học không biết danh tính kia tựa hồ như có một loại ăn ý gì đó. Hai người sau khi bước vào trong khu đều là đồng thời quẹo phải, cũng không có quẹo trái, chưa bao giờ gặp mặt lẫn nhau. Hứa Nhạc đã tạo thành thói quen mỗi đêm như thế, hắn ngồi xuống trên màn hình điều khiển, bắt đầu ngưng động tinh thần tiến hành luyện tập. Chỉ là ngẫu nhiên đang luyện tập, hắn gác một chân đặt lên trên tay nắm của cánh cửa bằng hợp kim, vừa uống cà phê nóng, vừa ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một số chuyện. Giống như ngày hôm nay, thứ hắn đang ngẫm nghĩ chính là nếu như có thể tìm được một hệ thống thực tế ảo hoàn hảo, đem hệ thống truyền cảm thực tế liên kết lên mặt ngoài ra tay, có thể nào khiến cho con robot này vận hành nhanh chóng hơn hay không? Chỉ là loại ý tưởng này, vốn từ sớm đã bị xem là loại hệ thống không có khả năng phát triển, từ mấy chục năm về trước đã bị bỏ qua. Vận khí của Hứa Nhạc cũng không tệ, bên trong phòng kho chứa đồ phế thải của phi thuyền cổ chung, hào, đã gặp qua được một lần, mà sao trong trường đại học lại có thể kiếm ra được nữa chứ? Đột nhiên bên trong khoang điều khiển đột ngột xuất hiện một thanh âm khiến cho Hứa Nhạc từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Chén cà phê trên tay hắn suýt chút nữa là rơi xuống mặt đất cách đó mấy thước. Cà phê uống ngon không? Thanh âm từ trong máy truyền tin nội bộ bên trong khoang điều khiển truyền ra một thanh âm không hề có chút cảm xúc nào. Hứa Nhạc sửng sốt suốt nửa ngày mới kịp phản ứng lại. Hắn đã ở nơi này không biết bao nhiêu đêm, đều cũng chưa từng nghe được bất cứ người nào khác ngoại trừ mình ra, chưa từng nghe qua thanh âm nào khác. Hắn nhìn màn hình báo cáo, xác nhận đúng là có người đang trò chuyện với mình, lập tức đoán được chủ nhân thanh âm kia là ai. Theo bản năng hướng về phía máy liên lạc nội bộ kia chỉ tách cà phê mấy cái, cười nói, thịt dê nướng ăn ngon không? Tôi xem cậu ngày hôm qua một cái cũng không có chừa cho tôi. Thanh âm bên kia tạm dừng một chút, tựa hồ có chút không quen với cách đối thoại này, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói, một người tập luyện có phải không thú vị hay không? Có muốn cùng luyện với nhau không? Hứa Nhạc ngẩn người, gãi gãi mái tóc ướt sũng. Hắn chưa từng gặp qua người kia ở phòng bên cạnh, tự nhiên là có chút tò mò, mặc dù nói là ai cũng có bí mật của mình, hắn cũng không có chủ động sang mở cánh cửa kia ra. Nhưng liên tiếp mấy ngày cùng nhau ăn uống khuya, làm cho hắn cảm thấy đối phương cũng tựa hồ không phải là người xa lạ. Càng quan trọng nhất chính là, mấy ngày nay hắn tiến hành luyện tập khiến cho hắn phát hiện ra mình tựa hồ đối với việc điều khiển robot hình như càng ngày càng có hứng thú. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy trình độ của bản thân mình có chút gia tăng, chỉ là thiếu khả năng thực hành thật sự, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc có trình độ như thế nào. Muốn tìm xấu? Vậy đến đây đi. Hứa Nhạc đem chén cà phê đặt xuống bên cạnh, cầm lấy thanh điều khiển. Thanh âm bên kia lại tạm ngừng một chút. Tựa hồ là không nghĩ tới Hứa Nhạc sẽ nói ra cách nói hoang đường như thế. Trong thanh âm toát ra một tia nghiêm túc, những người dám nói với ta như vậy, thật sự là không nhiều lắm. Chương 72, nhân tình như tờ giấy. Sự thật chứng minh, người tìm xấu lại chính là Hứa Nhạc, hơn nữa hắn lại bị thua đến thảm hại. Mất đến hơn 4 phút mới tổ chức xong cảnh tượng giả lập, hắn lại kiên trì thêm 1 phút đồng hồ nữa. Liền bị máy tính phán là bên thất bại, toàn diện thất bại, robot bị hủy diệt. Nhìn lên màn hình bên kia hiện lên pháo hoa biểu tượng đại diện cho thắng lợi và biểu tượng lá cờ trắng đại biểu cho thất bại bên phía mình, Hứa Nhạc không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Hơn nữa đối với hệ thống giả lập hoàn cảnh này sinh ra phẫn nộ, ngược lại có chút không chú ý đến hệ thống mô hình giả lập đối chiến này mặc dù cực kỳ thô ráp nhưng lại vận dụng được mô hình. Đối chiến hình chiếu 3 chiều thực tế ảo mà trước giờ hệ thống quân đội liên bang trước giờ vẫn chưa thực nghiệm thành công được. Lấy cái khăn mặt bên người lau khô mớ mồ hôi đầm đề trên mặt mình, Hứa Nhạc bình tĩnh tâm tình lại. Mang theo một cảm giác vui sướng giống như là đêm nay vô tình ngẫu nhiên phát hiện ra được bảo khố vậy. Lại một lần nữa đem thân phận của mình giống như là một sinh viên nông thôn, mỉm cười nói vào micro với vị bạn học quen thuộc nhưng chưa từng gặp mặt kia, tiếp tục đi. Kết cục cuối cùng cũng không có biến hóa gì lớn, trong mấy lần đối kháng tiếp theo, bất luận là lựa chọn hình thức hay mô hình chiến đấu gì. Hứa Nhạc vẫn như cũ,
bị con robot trên màn hình giả lập đối diện đánh cho răng rơi đầy đất. Mặc dù hắn có được thần kinh mạnh mẽ mà bất cứ người nào cũng không so sánh được, nhưng mà kinh nghiệm đối chiến bằng robot vẫn gần như bằng không, đương nhiên không có khả năng là đối thủ của người đó. Thái Chi Nguyên cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm quen với gã sinh viên gác cổng trẻ tuổi kia. Thân phận bản thân hắn quá mức mẫn cảm, vốn cũng không nên cùng với nhân vật như Hứa Nhạc phát sinh bất cứ quan hệ gì. Nếu không phải căn cứ vào một số nguyên nhân mơ hồ nào đó, Thái Chi Nguyên thậm chí cũng không cho phép Hứa Nhạc đi vào trong khu H1. Dù cho hắn là sinh viên do giáo sư Cận đề cử, cho dù là khu H1 này là do giáo sư Cận thiết kế cũng vậy. Không biết là bởi vì ban đêm mất ngủ đến mức nhàm chán, hay là bởi vì mấy đêm hôm nay trời nóng hầm hập, còn có một loại cảm giác tuyệt vời khi ăn khuya, hay là bởi vì Thái thiếu gia đã rất lâu không có những người đồng tuổi xuất hiện bên cạnh mình, hắn cho phép Hứa Nhạc mỗi đêm đi vào khu H1, nhưng dù như vậy, hắn cũng không định sẽ cùng gặp Hứa Nhạc. Ở phương diện này, hắn có chút thưởng thức đối với sự thức thời của gã thanh niên này. Đối phương cũng chưa từng có ý đồ sang gõ cửa phòng của mình. Không gặp gỡ không có nghĩa là không thể nói chuyện, trong lòng Thái Chi Nguyên chính là đang tự nói với mình như thế. Hắn có chút tò mò muốn biết gã sinh viên hết sức bình thường này vì nguyên nhân gì đêm nào cũng mất ngủ giống như mình cơ chứ. Chẳng lẽ đối phương cũng đang thừa nhận áp lực giống như mình sao? Nghĩ đến đây, bản thân Thái Chi Nguyên cũng nhịn không được, cười phá lên. Trên thế giới này, không có khả năng có những người đồng tuổi này lại có được áp lực giống như hắn. Chán đến chết mà không thể tùy tiện than vãn, liền có chút chịu không nổi. Nếu đã như vậy, có nên trong mô hình giả lập thực tế ảo này, cùng đối phương đánh nhau một trận, phát tiết cảm xúc một chút. Trong lòng Thái Chi Nguyên chính là đang nói như thế. Lúc đầu nó cũng có chút tò mò đối với tiến độ tập luyện của đối phương. Bởi vì hắn cũng đã từng thực nghiệm qua ở mức cấp độ 6, biết mức độ đó khó khăn đến mức nào, đối phương có thể trong vòng 10 ngày ngắn ngủn, từ chuyện ban đầu hoàn toàn không biết gì, đến bây giờ đã có thể kiên trì 17 giây. Đó thật sự là thành tích khiến cho người khác phải tán thưởng. Thái Chi Nguyên lần đó tự mình nếm thử, cũng chỉ kiên trì được 30 giây. Xem như là hiện tại có tiến bộ, nhưng cũng không có tiến bộ quá lớn. Bản thân là truyền nhân của Thái gia, nếu như là lâu đời trước đây, hẳn là thân phận Hoàng Thái Tử. Mặc dù hiện tại trong liên bang, bản thân Thái gia đứng đầu thất đại gia tộc vẫn như cũ đem toàn bộ thân mình khổng lồ của mình che giấu trong bóng tối. Tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, xem như là truyền thuyết vậy. Xem cái gia tộc này như một hoàng đế của toàn liên bang cũng không phải không đúng. Thân phận như thế khiến cho Thái Chi Nguyên từ nhỏ đã không có được bạn bè chân chính. Lúc hắn giấu giếm thân phận học trong một trường tiểu học trực tiếp thủ đô liên bang, hắn đã quen biết với hai anh em Châu Gia. Nhưng mà từ sau khi Châu Gia đoán ra được thân phận thật sự của hắn, tình hình cũng đã biến đổi. Bất luận Thái Chi Nguyên có thân phận như thế nào, tôn quý đến mức nào, gia thế hiển hách như thế nào, hắn vẫn là một con người, hơn nữa lại còn là một thiếu niên 17 tuổi. Hắn đang trong thời kỳ đang trưởng thành, đang có những cảm giác xúc động của thanh niên mới lớn. Hắn dùng cái uy nghiêm cùng với sự thành thục của một thiếu gia danh giá để che đậy cảm giác xúc động trong lòng mình. Những người đã từng trải qua những năm tháng thanh xuân này cũng biết rõ, thứ cảm xúc này chính là khó áp chế lại nhất. Cho nên Thái Chi Nguyên mới thỉnh thoảng lựa chọn những nơi không một bóng người, ngửa mặt lên trời hú hét một trận. Mặc dù khi hắn la hét khiến cho người khác cực kỳ khó chịu, nhưng hắn cũng không để ý đến, càng không có người nào dám đánh mắng hắn. Hắn lúc nào cũng muốn kiếm thứ cảm giác của một người bạn chân chính, mà hôm nay, hắn tựa hồ cũng đã tìm ra được một chút. Bởi vì con robot vừa ngã xuống kia lại một lần nữa đứng lên, vô cùng quật cường, hắn khẽ mỉm cười một chút, giống như một con lật đật vậy, đánh lên thật thú vị. Cầm một miếng thịt dê nướng trên bàn trong phòng nghỉ cắn một miếng, Thái Chi Nguyên mỉm cười hớp một miếng cà phê, lại ăn một miếng bánh quy trứng cá, ghi thêm một câu vào trong mảnh giấy trắng ghi chép để trên bàn, sau đó từ khu H1 trở về biệt thự của mình. Không biết là tối hôm nay đã tiêu hao khá nhiều thể lực hay không, đêm nay hắn ngủ ngon lành vô cùng. Khi Hứa Nhạc từ trong phòng đi ra, chú ý thấy trên bàn ăn khuya đã có hơn một nửa mất đi không thấy đâu. Hắn nhíu nhíu cặp lông mày giống như thanh phi đao của mình. Đã nhiều đêm như vậy, lần nào cũng là người kia trước khi hắn tới đã rời đi khỏi. Hắn đi đến cầm lấy tờ giấy ghi chép đặt trên bàn, chỉ thấy trên mặt giấy viết lên một câu, thịt dê nướng mùi vị không tệ. Đây là lần đầu tiên gã tiểu tử kia khen ngợi thức ăn khuya mà mình vất vả làm ra.
Hứa Nhạc có chút căm tức sờ sờ đầu. Hắn nghĩ thầm, đã đánh thắng mình rồi, cũng đâu cần đắc ý đến như vậy chứ. Bất quá cũng chẳng biết vì sao, mấy chữ mùi vị không tệ kia lại khiến cho trong lòng Hứa Nhạc có chút cao hứng, cầm cây bút lên, ghi thêm phản hồi của mình. Thịt dê tổng hợp nướng này có gì mà ngon chứ? Nếu có cơ hội, tôi sẽ kiếm cho cậu một ít thịt dê hoang mà ăn. Lúc Hứa Nhạc viết xuống những lời này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của một năm về trước trên phi thuyền vũ trụ. Hắn đã từng hứa với cô bé con xinh xắn kia một lần, không khỏi có chút cảm khái. Một năm trôi qua, không biết cô bé con thông minh đáng yêu kia đã trưởng thành đến thế nào rồi. Còn có chán ăn cơm như lúc trước nữa hay không? Ngày hôm sau, Thái Chi Nguyên đến đọc thấy những chữ kia, khóe môi không khỏi nở nụ cười mỉm. Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã quả thật được chấp hành vô cùng nghiêm khắc, không phải dễ dàng kiếm được như vậy chứ. Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chẳng tính toán làm gì. Nhưng mà phương diện cuộc sống của Thái Chi Nguyên bốn là cực kỳ hạn chế, hắn cũng không bao giờ tính đến chuyện đó. Ghi lại phản hồi trên giấy, không thích. Sau này bánh bột ngô mỗi đêm để lại cho ta hai cái. Phản hồi từ mảnh giấy ghi chép, không thành vấn đề. Cậu đã là người không biết thưởng thức, đã nói không ăn bánh quy trứng cá, vì sao lại ăn hết sạch không còn miếng nào? Thái Chi Nguyên phẫn nộ ghi lại một câu, bây giờ mới biết món đó đắt tiền như vậy, đương nhiên là phải ăn nhiều hơn một chút rồi. Tôi đã đem nhiều đồ cho cậu ăn như vậy, cũng không để cậu thiệt thòi mà. Hơn nữa, thưởng thức đồ ăn cũng cần phải có dần dần mới có thể thay đổi được khẩu vị cơ mà. Tôi ăn nhiều vài cái, chẳng lẽ lại không cho rằng sẽ khiến cho tôi thay đổi ý kiến hay sao? Nam nhân cũng không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ. Ngày mai tôi mang cho cậu mấy cái bánh nướng. Hôm nay tôi muốn chờ cậu đến để gặp mặt một chút, kết quả không ngờ cậu lại đi sớm đến như thế. Ta không có hứng thú gặp cậu. Thời gian càng dài, những hàng chữ viết trên tờ giấy trắng cũng càng ngày càng kéo dài hơn. Cứ hàng đêm, hai gã thanh niên này cứ thông qua những hàng chữ trên mảnh giấy trắng nói qua nói lại mấy câu. Sau đó sắp đặt mô hình chiến đấu đối kháng trực tiếp, mà chủng loại của những loại thức ăn khuya cho đến những hành động tính toán ngây thơ của hai người. Hoàn toàn đều được ghi nhận lại trên tờ giấy trắng kia, đại khái bọn họ đều cũng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Bọn họ vẫn như cũ chưa từng gặp mặt nhau, Hứa Nhạc thật ra chưa từng đưa ra những loại yêu cầu gì quá đáng, nhưng đối phương cũng không quá khó khăn, cũng dễ tính một chút. Tờ giấy kia hiện tại đã sắp đầy hết rồi. Tôi thật sự rất tò mò, tiểu tử có tật mất ngủ kia làm sao lại lợi hại đến như thế. Tại căn tin vào giữa trưa, Hứa Nhạc vừa dùng thìa ăn cơm, vừa nói chuyện với cô gái mang kính đen ngồi ở phía đối diện. Mấy ngày gần đây hắn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi như thế, hơn nữa ban ngày cũng rất ít khi tiến vào trong khu hát, cho nên ngược lại đã bắt đầu tiến tới giai đoạn cùng nhau ăn cơm và nói chuyện với Trương Tiểu Manh. Ánh mắt khác thường nhìn về phía bọn họ cũng ít đi rất nhiều, bởi vì trong giới sinh viên nam nữ trẻ tuổi trong trường đại học này, chuyện nam nữ hợp tan đều là chuyện bình thường, mà Hứa Nhạc. Chàng sinh viên nghèo này trong giờ học của giáo sư Chu đã có biểu hiện thần kỳ, cũng đã giảm bớt chút ánh mắt về phía hắn, những kẻ thay Trương Tiểu Manh bênh vực kẻ yếu cũng ít đi khá nhiều. Hứa Nhạc không biết quan hệ giữa mình và Trương Tiểu Manh hiện tại là như thế nào. Hắn chỉ là theo bản năng yêu thích người con gái tinh thuần giống như nước ngồi ở đối diện này, cảm giác giống như có một dòng nước suối trong mát thấm vào trong ruột gan vậy. Mà khi hắn liếc mắt nhìn về phía Trương Tiểu Manh, hắn có cảm giác vô cùng khẩn trương. Loại khẩn trương này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an, chẳng lẽ lại là thứ tình cảm trong truyền thuyết sao? Nhưng mà lúc này Trương Tiểu Manh lại đang thất thần, ánh mắt trong suốt mang theo một chút u buồn. Cặp kính màu đen như hai cái thấu kính nhìn ra quang cảnh mùa thu bên ngoài căn tin, căn bản không có chú ý đến những gì mà Hứa Nhạc đang nói. Mà đúng là chính vì nàng bỏ qua những thứ tin tức kia, trong tương lai không xa đã khiến cho nàng cực kỳ hối hận. Những hàng cây thông bên trong vườn trường đã chuyển sang lá vàng, gió mùa thu thổi phảng phất khiến cho nó không ngừng đong đưa. Cặp kính đen trên mũi Trương Tiểu Manh dưới ánh mặt trời đã nhẹ nhàng lay động, chăm chú nhìn về phía trước, hận không thể chạy ra vùng trời đầy ánh sáng kia. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy trong lòng trống trải, rồi lại ăn uống nó nê, rồi lại ngẫm nghĩ. Hắn không biết vì sao Trương Tiểu Manh bề ngoài bình tĩnh lại chung quy có một loại cảm giác không nói nên lời, chung quy cảm thấy được bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể biến mất vậy. Phía bàn ăn đối diện của căn tin tùy thời đều trở nên trống rỗng. Hứa Nhạc không thích loại suy đoán này.
tuần sau vũ hội sẽ bắt đầu. Trương Tiểu Manh bỗng nhiên xoay đầu lại, mỉm cười, nói với hắn, anh gần đây hình như vô cùng bận rộn, cũng không biết là bận rộn chuyện gì, ngày mai không có tiết học, chúng ta ra ngoài mua quần áo đi. Hứa Nhạc gật gật đầu, chính là đang muốn nói gì đó, Trương Tiểu Manh cúi đầu nhẹ giọng nói, đương nhiên là dùng tiền của anh, không cần lo lắng quá. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, cô xinh đẹp như thế. Đại học Thành ở phía bắc của thủ đô Tinh Quyển, ngoại trừ vào mùa đông giá lạnh ra, hàng năm phần lớn thời gian đều là sáng sớm đến quá nhanh, khiến cho mọi người đều cảm giác thấy khó có thể thích ứng. Sáng sớm khoảng 6 giờ, Trương Tiểu Manh từ trong ngủ mơ tỉnh dậy, sơ soạng đầu giường đeo lên cặp kính gọng đen không bao giờ rời khỏi người kia, vươn vai, nhìn chăm chú ra dòng sông hoa hồng xinh đẹp bên ngoài cửa sổ. Dòng sông mùa thu nhìn qua có vẻ vô cùng trong suốt cùng với rừng cây vàng rực, lâm vào trầm tư. Con người nàng mặc dù còn ở đây, nhưng trong lòng nàng kỳ thật không biết đang ở nơi nào. Nàng phục vụ cho nghị viên Mạch Đức Lâm, có được nhiệm vụ cùng với chức trách của mình. Năm trước khi nàng trở lại Đại học Lê Hoa, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tìm mọi cách tiếp cận với nhân vật thần bí, thanh niên được mệnh danh là Thái tử. Hơn nữa càng phải tìm cách để giúp nghị viên Mạch Đức Lâm thành lập nên mối quan hệ tốt đẹp với Thái gia tộc đứng đầu thất đại gia tộc của liên bang. Thông qua hệ thống điện tử trải rộng khắp cả liên bang, giúp cho nàng bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ đồng thời tiếp nhận chỉ lệnh từ phía nghị viên. Nhưng nàng đã trở lại Đại học Lê Hoa hơn nửa năm rồi, nhưng cái tròng kính gọng đen trên mắt nàng cho tới bây giờ vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì. Cuộc sống bình lặng khiến cho nàng suýt chút nữa quên mất thân phận thật sự của mình. Mãi cho đến hôm trước, trên cái gọng kính màu đen chợt xuất hiện văn tự, bên phía nghị viên thông báo cho nàng. Đã xác nhận mục tiêu đúng là đang học tập trong Đại học Lê Hoa, chỉ là không cách nào tra ra địa chỉ cư ngụ chính xác. Bất quá, theo như tình báo điều tra, mục tiêu nhất định sẽ tham gia song Nguyệt Vũ hội tuần sau. Nghị viên Mạch Đức Lâm thông qua thuộc cấp trực tiếp phát cho nàng một mệnh lệnh cực kỳ cấp thiết, phải tìm mọi biện pháp trong buổi vũ hội tiếp cận Thái tử, tránh để cho các thế lực khác tiếp cận, tạo nên cục diện không mong muốn. Cảnh mùa thu ngoài cửa sổ thanh lệ như vậy, nhưng tâm tình Trương Tiểu Manh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng như vậy. Tin tức về Thái tử kia không quá rõ ràng, nhưng là trong đó có một số tin tức cực kỳ quan trọng, cũng khiến cho nàng nhìn thấy được một chút phương hướng nhất định. Một nam nhân tuổi trẻ có thể dễ dàng bỏ qua một Châu gia đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, một nam nhân trẻ tuổi từ nhỏ đã bị quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định là phải có tâm tình xúc động, quậy phá, đối với mấy loại cảm xúc như là tình yêu nhất định là sẽ vô cùng tò mò. Tình yêu, hình như mình cũng đang yêu. Trương Tiểu Manh chỉ là một cô gái trẻ không đầy 20 tuổi. Nàng cũng từ vô số lần ảo tưởng qua về tương lai của mình, tình yêu của mình. Nhưng mà, cảnh vật mùa thu bên ngoài cửa sổ dần dần biến thành một khuôn mặt, chính là khuôn mặt cười híp mắt của Trương Tổng Thị. Một khuôn mặt hiền hòa tràn ngập chân thành. Trương Tiểu Manh tự giễu cười nhẹ một chút, cái gã Hứa Nhạc kia cũng rất thành thật. Học giả Bố Lỗ Tư chính là người ủng bộ kiên định nhất của học thuyết Kiều Trì Tạp Lam, còn được xã hội công nhận là độc giả tốt nhất. Hắn cho rằng trên thế giới này, tình yêu cũng giống như là một nắm tay vậy, cũng chia ra có lớn có nhỏ. Tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình đúng là rất đẹp, nhưng những thứ đó so ra vẫn là yếu kém. Tình yêu sâu đậm đối với toàn xã hội liên bang mới chính là tình yêu lớn. Trong cuộc sống mỗi người, muốn trung thành với tình yêu lớn thì phải hy sinh đi tình yêu nhỏ của mình. Trương Tiểu Manh đứng trước cửa sổ, dần dần nắm chặt hai nắm tay của mình. Thông qua cặp mắt kính thủy tinh dày như vậy nhìn thế giới, cuối cùng cũng không đồng dạng như vậy, có lẽ có một phần chân thật, cũng có lẽ có mấy phần giả dối. Trương Tiểu Manh tựa hồ nhìn thấy tình cảnh đám người bên trong vùng núi cao đang cùng với liên bang đối kháng. Chỉ vì mưu cầu một cuộc sống càng công bình hơn trong tương lai, nàng tựa hồ như nhìn thấy được những con người đang ở tầng cuối cùng trong xã hội đang không ngừng dãy giụa. Một tầng lớp công dân cả đời cuối mặt mà sống. Nàng cũng nhìn thấy hình bóng những chính khách nắm gần như là đại bộ phận quyền lực, tham lam vô sỉ thao túng toàn bộ xã hội liên bang. Còn có bóng dáng của những thế lực tài phiệt cùng với gia tộc đứng sau đám chính khách kia. Trên thế giới có rất nhiều chuyện không công bằng, tiếp xúc với Thái gia, một gia tộc góp phần tạo nên xã hội không công bằng này chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Nhìn lên bầu trời tinh thuần, phiêu đãng kia, tâm hồn của Trương Tiểu Mạnh cũng dần dần tinh thuần lại.
nàng nguyện ý dưới sự lãnh đạo của nghị viên Mạch Đức Lâm, vì để tiêu trừ tất cả những không công bằng trên thế giới này mà hy sinh hết tất cả mọi thứ của mình. Chỉ là, còn về phần cái tình yêu căn bản còn chưa kịp nảy mầm kia thì sao? Bất quá, trước khi đem cái tình yêu chưa từng được bắt đầu kia hóa thành tro tàn, nàng hẳn là còn có được chút thời gian cuối cùng để tận tình hưởng thụ một chút. Ôn nhu đáp lại tình cảm của đối phương, để cho gã nam nhân trẻ tuổi chân thành kia lưu lại một đoạn ký ức. Mặc dù đoạn ký ức này khi nhớ lại, kết cục nhất định sẽ khiến cho người ta thương tâm. Nắm tay Trương Tiểu Manh dần dần thả lỏng lại, dứt khoát gỡ xuống cặp kính gọng đen trên mũi mình, để vào trong một tủ kéo kim loại có mật mã. Sau đó thả mái tóc đen vốn được buộc cao của mình, cẩn thận bắt đầu chuẩn bị lại cách ăn mặc của mình. Sáng sớm, cửa sau Đại học Lê Hoa, trong làn gió thu đã muốn trở nên rét lạnh. Hứa Nhạc nhìn cô nữ sinh mặc cái váy dây màu xanh da trời đứng trước mặt mình, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn giật mình cũng không phải ở chỗ bởi vì Trương Tiểu Manh cư nhiên dưới thời tiết lạnh lão như vậy mà còn mặc ít như thế, mà là ở chỗ hắn lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Trương Tiểu Manh lại có thể xinh đẹp đến như thế. Bất luận là trên xe buýt, hay là trên bàn ăn cơm của căn tin, hay là trên đường băng của sân vận động, Hứa Nhạc bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy trên mũi của Trương Tiểu Manh vĩnh viễn mang một cặp kính gọng đen lớn. Những sinh viên khác cũng giống như Hứa Nhạc vậy, tựa hồ cũng không ai biết Trương Tiểu Manh khi không đeo kính sẽ có hình dáng gì. Trương Tiểu Manh mang mắt kính, đơn thuần văn nhã, nhưng hiện tại Trương Tiểu Manh gỡ cặp mắt kính xuống, lại biến thành một con người khác. Trong tròng mắt trong trẻo mang theo nét cười mê người. Ánh mắt không có cặp thấu kính thủy tinh che giấu cực kỳ động lòng người, giống như là có thể nói với người khác vậy. Bộ mặt đơn thuần không chút son phấn trang điểm, nhìn giống như một bức tranh phong cảnh tinh xảo. Cặp môi mọng động lòng người, lại thêm bộ váy dây màu xanh da trời, đem phần da thịt trắng nõn trước ngực cùng cái cổ nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn lộ ra, tản ra một cỗ hơi thở thanh xuân. Thập phần bức người, mê mẩn bức người. Đẹp không? Trương Tiểu Manh hơi nghiêng đầu, khẽ nháy ánh mắt đáng yêu, nhìn chằm chằm Hứa Nhạc phía trước, đang có hơi lúng túng đứng đó, miệng khẽ cười nhẹ, nắm tay kéo cái váy màu da trời khẽ nhún nhẹ một chút. Rất rõ ràng, chuẩn bị cho mình một ngày tự do làm càn cuối cùng của mình. Chuẩn bị hy sinh tất cả dành cho trăm họ của xã hội toàn bộ tâm tư tình cảm vì một kết cuộc tương đối. Trương Tiểu Manh thả lỏng lòng mình ra, không hề giống như mấy ngày trước u sầu, mà có dáng vẻ đáng yêu như mặt trời chiếu rọi vậy. Trăm họ, vốn là rất nhiều, chẳng còn giống như một nữ sinh u oán tức giận khi bị người khác đánh cắp bánh quy tiểu cầu lúc trước. Hứa Nhạc cũng đã cảm giác trước trái tim, tính cách của Trương Tiểu Manh hôm nay khác với ngày bình thường. Nhưng loại tính cách này khác với tính cách mà hắn yêu thích. Để che giấu đi sự trầm mặc và xấu hổ của mình, hắn tằng hắng hai tiếng, bước lên mấy bước, vô cùng thành khẩn nói, rất được. Hắn nói chính là rất được. Tay của Hứa Nhạc lại giống như không nghe theo sự sai khiến, đồng thời tiếp nhận cái áo khoác ngắn đang vắt ngang trên cánh tay của Trương Tiểu Manh. Máy móc khoác lên trên vai nàng, nói, trời lạnh, mặc cẩn thận một chút. Chuyện này không quan hệ gì với chuyện nóng hay lạnh, thuần túy là tâm lý ích kỷ của thanh niên mà thôi. Mặc dù Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh cho tới bây giờ vẫn không hề có bất cứ quan hệ gì, nhưng loại cảm xúc mơ hồ này vẫn thông thả lên men ngọt ngọt, xuất phát từ bản năng mà thôi. Hứa Nhạc căn bản không muốn để cho những nam nhân khác nhìn thấy cặp vai lỏa lồ của Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh cũng cảm giác được cái gì, thấp giọng nói một câu, quỷ hẹp hòi. Nói xong câu đó, Trương Tiểu Manh vô cùng tự nhiên đấy cánh tay của Hứa Nhạc một cái, nửa thân trên Hứa Nhạc nhất thời như biến thành đá, có chút không tự nhiên động đậy hai chân. Trời gió mùa thu bỗng nhiên có thêm một ngọn gió xuân mê người, khiến cho khuôn mặt của hắn chợt có thêm một tia nóng bỏng. Quá trình mua quần áo rất nhanh liền đã xong, ít nhất xem như một giai cấp tư sản dân tộc như Hứa Nhạc cũng không có bị mấy. Cô gái bán hàng xem thường, Trương Tiểu Manh mặc dù cũng có mua mấy bộ quần áo, nhưng cũng không có sự kén chọn của những nữ nhân thông thường, đơn giản lựa chọn một ít đồ sau đó đóng gói lại. Làm xong mấy chuyện này, cặp nam nữ trẻ tuổi này bắt đầu dạo phố trên mảnh đất phồn hoa nhất của Lâm Hải, cứ như vậy lang thang, cực kỳ giống như một đôi tình lữ đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt vậy. Hứa Nhạc đang dự đoán trong lòng xem thử xem bây giờ mình phải làm gì đây, chẳng lẽ đây là đang hẹn hò sao? Sự tình hình như phát triển rất nhanh một chút. Bất quá cái thân thể mềm mại đang bên hông của mình kia, mùi thơm làm cho trái tim hắn có chút loạn.
đi trên đường lớn của Lâm Hải suốt đại khái hơn 7 km, hai cánh tay Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh khẽ hạ xuống dưới khoảng chừng 7 cm. Hai người đều nhìn thẳng phía trước, đều làm bộ như không biết quá trình hạ tay xuống 7 cm này gian nan mà đáng kể đến mức nào. Lúc này tay của Trương Tiểu Manh đã giống như là hạ thõng xuống, gần như chạm vào nắm tay của Hứa Nhạc. Trong mắt nàng khẽ hiện ra nét cười mỉm, nghĩ thầm, Hứa Nhạc đúng là một tên gia hỏa thành thật. Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lại đi dọc theo bờ sông Hoa Hồng thêm nửa canh giờ, Hứa Nhạc bỗng nhiên chăm chú nói một câu. Xe đó tay phải hắn thật tự nhiên cầm lấy bàn tay mềm mại, lành lạnh của Trương Tiểu Manh, kéo nàng đi nhanh về phía một nhà hàng gần đó. Nắm rồi cũng không buông ra. Trong trường học hẳn là có rất nhiều tin đồn về tôi. Trương Tiểu Manh ngồi ở đối diện bàn ăn, cẩn thận cắt miếng thịt bò rắc hồ tiêu của mình, cúi đầu hỏi, anh có ý kiến gì không? Đây là muốn tôi ca ngợi hay là muốn thông báo? Hứa Nhạc lúc này cũng đã cúi đầu, khẽ dùng nĩa chọc chọc xuống mấy miếng thịt bò được cắt đều đặn trong dĩa. Trong lòng ngẫm nghĩ, nhưng lúc nói ra lại là một câu khác, tôi nghĩ cô vốn cũng không để ý người khác nói mình thế nào mà. Trương Tiểu Manh hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nổi lên một nụ cười có chút cô đơn, nhẹ giọng nói, rất nhiều người đều cho rằng tôi là một cô gái ngây thơ. Không thực tế, khờ dại mà buồn cười, cư nhiên vì cái gì gọi là lý tưởng, bỏ qua bài vở, bài tập, chạy đến khu hát này. Hứa Nhạc ngẩn người, thật không ngờ Trương Tiểu Manh lại nói tới chuyện này. Về chuyện nàng trong quá khứ, hắn ở trong sân trường cũng có nghe qua, chỉ là từ lúc quen nhau đến giờ, Trương Tiểu Manh trong mắt Hứa Nhạc chính là một người văn nhã điềm tĩnh. Là một cô gái trẻ buồn tẻ nhưng có chút tinh quái, cản bản đem nàng cùng với loại hình tượng này liên hệ lại cùng một chỗ. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói, cô chẳng phải là đã suy nghĩ lại. Nói thế nào cũng chỉ là lý tưởng, cuối cùng hẳn vẫn là được tôn kính. Trương Tiểu Manh nhìn hắn trầm mặc một chút, chăm chú hỏi, anh đối với Kiều Trì Tạp Lâm thấy thế nào? Hứa Nhạc đối với chính trị, đối với Kiều Trì, Tạp Lâm cũng không có gì quá chú ý, nhưng hắn lại thấy Trương Tiểu Manh hỏi tới, hẳn là đang muốn tìm hiểu gì đó về tinh thần. Do dự nói, lý luận có lẽ là tốt, chính là dùng để chỉ đạo hành vi hành xử của con người, có lẽ. Nói thẳng ra, tôi cho rằng hắn nói cũng có chút đạo lý. Trương Tiểu Manh vui mừng cười cười, nhìn hắn mà nói, mặc dù tôi đi học đại học, nhưng thực ra, tôi vẫn còn suy nghĩ về những thời kỳ trước, kỳ thật tôi cũng có thể xem như là một tín đồ của Kiều Trì Tạp Lâm. Hứa Nhạc hơi cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm vậy vì sao cô lại đến đây học. Trương Tiểu Manh cũng không có tiếp tục nói về vấn đề này, chỉ là nhìn Hứa Nhạc, tận đáy lòng có chút chua xót thầm nghĩ, nếu như không có chuyện này. Cùng với gã nam nhân thành thật đáng yêu trước mặt mình tự nhiên dần dần phát triển đi tới, có lẽ thật đúng là một chuyện tình vô cùng hoàn mỹ. Trương Tiểu Manh theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nói, anh tin tưởng vào tình yêu không? Tin tưởng? Tôi không biết tình yêu là cái gì. Trương Tiểu Manh nhìn những người đi đường bên ngoài cửa sổ, khẽ nói, xem như tương lai hiểu được thứ gọi là tình yêu này đi, nhưng vĩnh viễn là cái gì vậy? Hứa Nhạc nhìn khuôn mặt đang ngắm nhìn người đi đường ngoài cửa sổ của nàng, mỉm cười nghĩ, Trương Tiểu Manh thật sự là một cô gái thần kinh có chút vấn đề. Trong lòng của hắn, tình yêu thứ này chỉ cần tin tưởng, vốn cũng không cần phải hiểu. Mà một cô nương xinh đẹp trước mặt như thế, sắp làm cho hắn tin tưởng. Chương 74, ái tình là vậy. Đây là lần đầu tiên Hứa Nhạc chính thức trong phòng ăn mời một người khác phái ăn cơm, cho nên hắn có hơi chút khẩn trương. Một khi khẩn trương, ánh mắt sẽ theo bản năng không nhìn sang bất cứ nơi nào khác, chỉ là nhìn chằm chằm về phía cô bé duy nhất quen thuộc ở đối diện. Nhưng mà liếc mắt một cái nhìn qua, lại nhìn thấy cảnh phong xuân trước ngực mà cái váy dây màu xanh da trời không thể che đậy nổi. Hai sợi dây mỏng manh bao bọc một nửa bộ ngực trắng nõn khiến cho trong lòng hắn nhất thời trong lòng nổi loạn. Hắn rất nhanh đem tầm mắt rời lên, nhưng lại thấy được dung nhan xinh xắn của Trương Tiểu Manh, hàng lông mi hơi nhếch lên. Cặp môi đỏ mọng, cùng với hàm răng trắng nõn đang khẽ khẽ cắn nhẹ miếng thức ăn, càng khiến cho tim hắn đập loạn một trận. Trong phòng ăn duy trì nhiệt độ khoảng 26 độ, mớ tiêu đen trên miếng thịt bò có chút cay nhè nhẹ, chóp mũi của Trương Tiểu Manh chảy ra một giọt mồ hôi đáng yêu. Nàng sớm đã cái áo khoác ngắn bên ngoài cởi ra, cả người phóng thích ra sự thanh thuần mỹ lệ. Không biết là do thức ăn ảnh hưởng, hay là bởi vì nàng phát hiện ra Hứa Nhạc đang nhìn mình, hai gò má của Trương Tiểu Manh thoáng hơi ửng ửng hồng.
nhưng nàng cũng không có cố tình che giấu đi cảnh trí trước ngực mình, vẫn như cũ duy trì tư thế hấp dẫn kia, nhẹ nhàng hiển lộ mị lực của mình. Hứa Nhạc không biết ánh mắt của mình nên nhìn vào nơi nào, Trương Tiểu Manh không biết đối phương đang nhìn vào chỗ nào, trong lòng cũng có chút suy nghĩ, đúng là lâm vào xấu hổ trầm mặc. Anh thích em. Hứa Nhạc cực kỳ kiên định nói một câu, phá vỡ không gian trầm mặc này. Trương Tiểu Manh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn gã thanh niên thành thật trước mặt mình, như thế nào cũng không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp nói với mình như vậy. Trong lúc nhất thời, năng lực ngôn ngữ của nàng cũng trở nên thiếu thốn hơn rất nhiều, hồ đồ đồ nói, anh nói. Nói cái gì? Anh nói, anh thật thích em. Hứa Nhạc một lần nữa lặp lại câu nói kia, bởi vì đây là nói lần thứ hai, nên hắn nói tự nhiên hơn so với lần trước nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của Trương Tiểu Manh, nghĩ thầm, khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cuối cùng cũng phát hiện cô rất xinh đẹp, đây chính là thích hay sao? Vì cái gì chứ? Trương Tiểu Manh cúi đầu, có chút bối rối, hôm nay là cơ hội cuối cùng nàng có được duy nhất một lần thanh xuân thuộc về chính mình, vốn chỉ muốn tận tình hưởng thụ. Nhưng lại thật không ngờ Hứa Nhạc lại đưa ra cho nàng một vấn đề đột nhiên như vậy, hơn nữa lại nói về vấn đề này một cách mạnh mẽ và kiên định đến như vậy. Thích một người không cần lý do. Hứa Nhạc nhìn lên cái bàn ăn, trên bàn còn lại một ít thịt bò cùng nước sốt, tựa như nhìn một cái cửa ải vô cùng khó khăn không cách nào vượt qua được. Hai tay gắt gao nắm chặt dao vài nĩa, nói, nếu từ góc độ sinh lý học và tâm sinh lý mà đi luận chứng, chúng ta dường như phóng thích cho nhau một tin tức gì đó, cảm ứng được, cho nên mới thích nhau. Trương Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, nàng dù sao cũng là một cô gái trước giờ chưa từng nói qua về chuyện tình yêu nam nữa, làm sao có thể có được ý chí kiên định, tâm tư kín đáo, lại vĩnh viễn không biết tình yêu có thể phân chia rất nhiều loại, nam nhân cũng có phân chia nhiều loại, có người giống như là Hứa Nhạc vậy. Chỉ biết lựa chọn thời gian, bộ dạng trực tiếp nhất mà tiến hành công kích, chứ hoàn toàn không có cho nàng thời gian mà suy nghĩ. Ha ha, Trương Tiểu Manh che giấu sự kích động của mình, ôi, nghe không hiểu. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Do dự một lát sau, nhìn rõ nói, trước kia từng có một trưởng bối của tôi nói cho tôi biết, nếu thiếu niên thời đại này nhìn thấy một cô gái, rõ ràng thấy rất được, nhưng lại căn bản không muốn đi nhìn trộm thân thể của nàng, càng không thích nghĩ ảo tưởng đến mấy chuyện tình dục này nọ, vậy chứng minh rằng mình đã thích chiếm hữu nàng, hơn nữa còn là tình yêu chân chính nữa. Trương Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, hỏi, cái này, là cái lý luận quỷ gì vậy? Nếu anh không có hứng thú gì đối với thân thể của tôi. Nàng vốn định nói, nếu như anh không hề có chút hứng thú gì đối với thân thể của tôi, vừa rồi vì sao lại nhìn ngắm tôi kỹ như thế? Nếu đã như vậy, thì anh còn vì cái gì mà thích tôi cơ chứ? Nhưng mà mới nói ra một nửa, nàng mới phát hiện đề tài nói chuyện này có vẻ quá mức dung tục cùng với rõ ràng một chút. Rất nhanh cúi đầu, dùng một thanh âm tinh tế nhẹ nhàng nói, anh từng thích mấy cô gái như vậy rồi. Hai người, Hứa Nhạc trả lời rất nhanh chóng. Đáp án này kỳ thật đã vòng vo rất lâu lắm rồi trong trái tim của hắn. Trương Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy hứng thú hỏi, ngoại trừ tôi còn ai nữa? Giọng điệu của nàng nghe qua giống như là lãnh đạm nhẹ nhàng, giống như là bạn bè trong lúc hứng thú mà hỏi. Nhưng từ cặp mắt chớp động của nàng kia, kỳ thật dường như là rất để ý đến chuyện trong lòng Hứa Nhạc có người con gái nào khác hay không. Giản Thủy Nhi, Hứa Nhạc nhìn như thực sự nở nụ cười đôn hậu, mỉm cười với Trương Tiểu Manh. Toàn bộ nam nhân già trẻ lớn bé của liên bang đều thích cô diễn viên tóc tím kia. Hứa Nhạc nhìn Trương Tiểu Manh, hơi đỏ lên mặt, trong lòng thoáng đập nhanh lên một chút. Vừa rồi nói lên cái lý luận kia, kỳ thật là trước đây nghe Phong Đại Thúc từng nói qua. Nhưng hắn cũng không có đem toàn bộ tất cả mọi thứ đều nói hết ra với Trương Tiểu Manh. Năm đó khi Phong Đại Thúc ngồi trên cánh đồng trong buổi trời chiều, tay trái bưng một bình hồng tửu, tay phải cầm một khối thịt trâu rừng mà gặm. Nói với gã thiếu niên Hứa Nhạc, nhưng vấn đề là ở chỗ, những thiếu niên như mày, cái thứ tình yêu đó chỉ là mấy thằng nhóc bị tiểu thuyết ảnh hưởng mà có tình cảm như thế. Tình yêu loại này chỉ là biểu diễn mà thôi, chờ đến khi mày trải qua trăm cô nương rồi liền hiểu là chuyện gì xảy ra mà. Mắt cùng mắt đối diện, kỳ thật chỉ là do thịt và thịt tiếp xúc, dịch và dịch trao đổi lẫn nhau mà thôi. Hứa Nhạc lúc này vẫn còn là xử nam, tự nhiên là tin tưởng vào tình yêu, hắn quyết định bỏ qua những lời phía sau mà Phong Đại Thúc nói. Một sự im lặng kép dài, cây đàn dương cầm của nhà ăn xa xa vang lên nhẹ nhẹ,
thỉnh thoảng có vào thanh âm dao bạc bằng nĩa chạm nhau, sau đó vang vọng lên trên mặt đất cộng hưởng với nhau. Trong cái không gian trầm mặc kia, Hứa Nhạc cúi đầu đợi câu trả lời của đối phương, không chút ý đến sự trầm mặc nặng nề của Trương Tiểu Manh, đang dùng một loại ánh mắt bứt rứt mà ai oán nhìn hắn. Nàng có cuộc sống của chính mình, Hứa Nhạc có cuộc sống của Hứa Nhạc, hơn nữa nhân sinh quan của hai người cũng không có khả năng đi trên chung một con đường duy nhất. Nàng trước mặt gã nam nhân thành thật này cũng không sinh ra chút nào thương tiếc cả, nhưng mà loại thương tiếc này lại đè nén sâu trong lòng của mình. Nhìn cặp lông mày im lặng của Hứa Nhạc, tâm tình Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng run lên một chút, biết mình không nên ham mê sự cảm thụ này, khiến cho đối phương lâm vào trầm mê. Thật xin lỗi, Hứa Nhạc nghe được ba chữ kia, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Tiểu Manh, nguyên nhân. Anh biết em, thích ở bên cạnh anh lắm mà. Hắn đối với lòng người, tình đời cũng không có quá nhiều kinh nghiệm cùng với kiến thức, nhưng hắn đối với lòng người lại cực kỳ mẫn cảm, điều này cũng chính là chỗ mà Phong Dư thưởng thức hắn nhất. Anh đã nói, thích hay không thích không cần lý do mà. Trương Tiểu Manh cụp mi mắt xuống, lông mi khẽ rung động, hơn nữa, thích ở bên cạnh anh cũng không có nghĩa là nhất định là yêu thích anh mà. Anh không biết nguyên nhân vì sao em lại cự tuyệt anh. Hứa Nhạc trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ là anh biết, em thích anh. Cứ như vậy lại vô cùng đơn giản, tìm một lý do bình bình thường thường, nhìn thẳng vào trái tim, một câu phán đoán nhìn qua vô lý mà ngây thơ, lại đánh trúng trái tim của Trương Tiểu Manh. Nàng ngạc nhiên nhìn gã thanh niên ngồi trước mặt mình, ánh mắt dần dần nhu thuận lại, rồi lại thoáng hiện lên một chút thống khổ. Nàng hiện tại mới hiểu được, không phải là bởi vì nhiệm vụ đã đến, làm cho nàng có chút tham lam một chút tự do thanh xuân cuối cùng. Cũng không phải là nàng bởi vì thích cái cảm giác ở cùng một chỗ với Hứa Nhạc, cho nên hôm nay hắn mới cùng hắn hẹn hò cái gọi là thanh xuân. Cái gọi là cảm giác, kỳ thật chính là theo lời như đối phương đã nói, trong bất chi bất giác, nàng đã thích gã thiếu niên kia. Bốp một tiếng, một cái túi đóng gói chân không đã bị Hứa Nhạc bí mật mở ra, sau đó trong tiếng đàn dương cầm dìu dặt, gắn cầm lấy một miếng bánh quy tiểu cẩu, bỏ vào trong cặp môi đỏ mọng của Trương Tiểu Manh, bởi vì vẫn còn đang chìm trong cảm xúc phức tạp mà còn khẽ nhếch lên kia. Trương Tiểu Manh thực sự có chút ngọt ngào ăn xong cái bánh quy kia, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái, nói, tôi là một người ích kỷ, có thể sẽ làm tổn thương anh. Em có biết lúc anh còn trong quân đội tại Đông Lâm, anh giống như là một tảng đá của Đông Lâm không, gió táp mưa sa còn không sợ. Tảng đá có miệng lưỡi trơn tru giống như anh hay không? Trương Tiểu Manh lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Hứa Nhạc. Mắt Hứa Nhạc híp lại, giống như mà đã hạ một quyết tâm nào đó trong lòng, khuôn mặt giãn ra, khẽ mỉm cười. Nàng lấy từ trong một gói to bên cạnh ra một cặp sừng tiểu ác ma màu đỏ, gắn lên trên đầu mình. Hơi nghiêng đầu, nhanh như chớp đặt đôi môi lên cặp môi của Hứa Nhạc, sau đó cũng nhanh như chớp rời ra. Nàng ngồi trở lại ghế của mình, hai mắt nhíu lại, cười khẽ vô cùng gợi cảm, hỏi một câu, đẹp không? Trong khu Lê Viên cổng sau Đại học Lê Hoa, bên trong bóng tối có một cô gái mặc một bộ áo ngủ đơn giản. Cặp chân nõn nà để trần, bên trong làn gió đêm rét lạnh, lén lút đi tới phòng bảo vệ, khẽ gõ cánh cửa. Đầu của nàng đội một cặp sừng ác ma màu đỏ khéo léo, nhìn qua giống như một gã tiểu quỷ đến từ vũ trụ xa xôi. Bên trong gian phòng kia, gã thanh niên bảo vệ vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc ban ngày, ngọt ngào mà vô hạn lo lắng. Tự hỏi về tương lai của mình, trong lòng đã quên hẳn những chuyện mà hắn cần phải làm, cũng căn bản không cách nào đi vào trong giấc ngủ. Sau đó hắn phát hiện hình như mình đã đi vào trong giấc mộng. Trong giấc mộng kia, một cô gái nhẹ nhàng mềm mại chui vào trong tấm chăn của hắn, ôm chặt lấy thân thể hắn. Thân thể cô gái kia có chút lành lạnh, váy ngủ khoác bên trên cặp đùi, có vẻ vô cùng mềm mại. Đôi bàn tay trước giờ lướt trên các vi mạch điện tử vô cùng ổn định, lúc này lướt qua làn váy, sơ soạng lên lại bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Chạm phải làn da mịn màng, trơn lán, da thịt mềm mại của cô thiếu nữ đang run rẩy nhẹ nhẹ kia. Đêm thu vốn lạnh lẽo, lúc này liền biến thành lửa nóng. Có phải là phát triển nhanh quá hay không? Hứa Nhạc chỉ kịp suy nghĩ một câu như vậy, ngay sau đó liền đắm chìm trong giấc mộng tràn đầy cảm giác ấm áp mà ôn nhu kia. Hai tay nhẹ nhàng ấn lên bộ ngực mềm mại của cô thiếu nữ kia, cảm thấy cuộc đời của mình giờ khắc này tựa hồ rốt cuộc cũng tìm ra ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Trong bóng đêm, Trương Tiểu Manh nằm trong lòng Hứa Nhạc mà khóc, khóc thật sự thương tâm. Nghe được tiếng khóc, Hứa Nhạc vô cùng khẩn trương, hỏi, đau không? Có chút đau, còn có thể chịu được.
anh nhịn không được. Thật xin lỗi, nếu em đã làm anh đau lòng. Cô gái mang theo chỗ đau giữa hai chân, hành động có chút bất tiện rời đi, trên đầu cặp sừng tinh linh hơi nghiêng một chút, trong màn sương đêm lặng yên biến mất. Nàng tựa như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Cảm giác mất mát, buồn bã khiến Hứa Nhạc mở to hai mắt, lại không hiểu rõ ràng, người phải nói xin lỗi là mình mới đúng, sao nàng lại nói với mình chứ? Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, một đêm trưởng thành. Trường đại học mặc dù đã vào thu, nhưng hừng đông vẫn vô cùng sớm như trước. Hiện tại mặc dù chỉ mới 5 giờ sáng, nhưng sân trường cũng đã một mảnh sáng bừng. Buổi học hôm nay là buổi cuối tuần, rất nhiều sinh viên Lâm Hải cũng đều đã trở về nhà, mà làn gió thu rét lạnh này cũng khiến cho đám người trong sân trường cũng đánh mất đi thói quen luyện tập buổi sáng. Khu phòng trọ nữ sinh trong trường đại học đều lấy những cái tên vô cùng lịch sử, tao nhã, như là Quế Viên, Mai Viên, Hồng Viên. Lúc này trong khu nhà trọ Mai Viên vẫn vô cùng trống trải, không có ô tô, không có ánh nến của đám nam nữ sinh viên yêu nhau. Cũng không có cảnh nữ sinh ra ra vào vào, đám con gái không nói tiếng nào. Trong phong cảnh đó chỉ có một gã thiếu niên ôm một bó xài, cầm theo một cái bình thủy nét mặt khẩn trương đi đi lại lại. Xài là một loại hoa dại mọc đầy trên bờ sông Hoa Hồng, mặt trên còn dính chút xương trắng, tựa như đêm qua lần đầu tiên nở rộ thời con gái. Bên trong bình thủy là một phần cháo nóng, bất luận là để bao lâu đi nữa, cũng sẽ không bị nguội, tựa như tâm hồn nóng nảy lúc này của gã thanh niên. Trong làn gió rét lạnh, Hứa Nhạc khẽ chà chà tay mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua một căn phòng trọ trên tầng 7 của khu Mai Viên, liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười khoái hoạt. Đêm qua hắn hưng phấn quá nên không ngủ, mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời bên sân trường đại học chiếu rọi vào cửa sổ, hắn mới phát hiện tựa hồ như mình đã làm sai rất nhiều chuyện. Đêm hôm qua tại sao mình lại để cho Tiểu Manh một mình quay trở về cơ chứ? Mãi cho đến lúc này, hắn còn cảm thấy đêm tuyệt vời hôm qua hết thảy đều là một giấc mộng, có một loại cảm giác mờ ảo. Hơn nữa, hắn phát hiện mình từ trước tới giờ vẫn chưa từng tặng bó hoa nào cho Trương Tiểu Manh cả. Chuyện này thật sự là sai lầm không thể nào tha thứ được. Nếu như Thi Thanh Hải biết, nhất định sẽ mắng cho mình một trận té tát. Để không khiến cho cô gái kia thương tâm và thất vọng, hắn lập tức bắt đầu bổ nhào đi nấu cháo, hái xài. Thậm chí còn cẩn thận chạy ra hiệu thuốc công cộng mua một ít thuốc cao cùng với thuốc tránh thai khẩn cấp. Nếu Trương Tiểu Manh bị thương, có thể dùng thuốc cao để sức. Nếu Trương Tiểu Manh sợ xảy ra ngoài ý muốn, như vậy, có thể dùng ngay loại thuốc tránh thai khẩn cấp hiệu đình đình này. Đương nhiên, nếu Trương Tiểu Manh không muốn dùng, tương lai nếu có con, như vậy mình sẽ cưới nàng, bản thân mình dùng một thân tài nghệ của mình mà kiếm một công việc không tệ mà mưu sinh, cố gắng nuôi gia đình. Sau đó chờ khi Trương Tiểu Manh sinh xong con, sau đó tiếp tục đi học, rồi mới tính chuyện tương lai. Gã thiếu niên không ngừng đắm chìm trong hạnh phúc không đâu, hồn nhiên không biết vẻ tươi cười hiện tại của mình vô cùng si ngốc, lại càng không biết ảo tương chung quy vẫn cứ là ảo tưởng mà thôi. Hứa Nhạc vốn đã quyết định, không hề bởi vì thân phận đào phạm liên bang này của mình mà trốn tránh, hắn sẽ chịu trách nhiệm đối với tình yêu này, chịu trách nhiệm đối với cô gái kia. Loại cảm giác trách nhiệm nặng nề đặt lên vai mình như thế này cũng không khiến cho hắn cảm thấy phải gánh vác nặng nề, ngược lại có một loại cảm giác trưởng thành từ trong đáy lòng mình. Thời gian cứ từng phút một trôi qua. Đám nữ sinh từ trong khu nhà trọ Mai Viên đi ra càng lúc càng nhiều hơn, các nàng đồng dạng nhìn Hứa Nhạc giống như nhìn một gã ngốc vậy. Hứa Nhạc cũng căn bản không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, hắn chỉ cảm thấy hơi có chút hạnh phúc, hơi có chút khẩn trương, cảm thấy lo âu chờ đợi Trương Tiểu Manh xuất hiện. Hắn bắt đầu cảm giác có chút khẩn trương, bởi vì hắn chợt phát hiện, mình ở đây đợi một chút, khi Trương Tiểu Manh phát hiện ra, không biết câu đầu tiên nên nói với nàng cái gì. Chẳng lẽ lại hỏi nàng, em muốn ăn gì sao? Hứa Nhạc. Một nữ sinh mập mạp để tóc đuôi ngựa đang đứng trước cửa nhà trọ ngáp dài ngáp vắn, chợt nhìn thấy hắn, nhịn không được nở nụ cười. Nàng là bạn học cùng lớp với Trương Tiểu Manh, hai người cũng mướn chung phòng bên trong khu nhà trọ. Nàng không ít lần nhìn thấy Trương Tiểu Manh cùng với gã thanh niên bảo vệ kia ăn chung nhau trong căn tin, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nhạc đi vào khu nhà trọ Mai Viên này. Rốt cuộc từ bỏ mấy cái cảm giác tự ti không thực tế của đám con trai, chạy đến khu nhà trọ của chúng ta kiếm Tiểu Manh hay sao?
Nữ sinh mập mạp kia nhìn thấy Hứa Nhạc tươi cười hớn hở không ngừng, trong lòng thế nhưng có chút giật mình. Bởi vì hai người cứ đi chung với nhau nhiều như vậy, cho nên cũng có không ít người cho rằng Trương Tiểu Manh và gã thanh niên bảo vệ kia là một cặp. Hứa Nhạc xấu hổ cười cười, nói, đúng rồi. Đúng vậy, hắn và Trương Tiểu Manh phát triển quá nhanh, bên trong tựa hồ có rất nhiều giai đoạn đã bị bỏ qua. Xem như dựa vào mấy cái tình tiết trên phim điện ảnh kia, một lần nữa đem những quá trình kia bù khuyết lại thì có sao cơ chứ? Đây không phải là một loại cảm giác hạnh phúc hay sao chứ? Huống chi, chính mình ngày hôm qua cũng đã đạt được. Trong lòng hắn suy nghĩ như thế. Không cần phải đợi, Tiểu Manh căn bản không ở trong phòng. Tôi mới vừa rồi còn định rủ nàng ta cùng xuống dưới ăn cơm. Lời nói của gã nữ sinh vô tình đánh cho tan nát một buổi sáng chuẩn bị cẩn thận của Hứa Nhạc. Tiểu Manh không có trong phòng. Hứa Nhạc kinh ngạc hỏi dồn. Đúng vậy. Nghe nói hôm nay nhà nàng ta có một buổi họp mặt gì đó, có thể đến ngày mai mới có thể trở về. Hứa Nhạc ôm bó xài, cầm theo cái bình thủy đứng ngơ ngẩn bên ngoài khu phòng trọ của Mai Viên, hắn nhịn không được thất vọng lắc lắc đầu. Lúc này hắn mới phát hiện mình cư nhiên ngay cả số điện thoại hay địa chỉ của Trương Tiểu Manh mình đều không có. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đối với phương diện này quả thật quá yếu kém. Về phần gia thế của Trương Tiểu Manh, hắn từng thoáng nghe nàng đề cập mấy lần, hình như cũng là nhân vật cấp cao của trường Đại học Lê Hoa. Về phần địa chỉ cụ thể là ở đâu hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì thật rõ ràng, những bạn học của Trương Tiểu Manh đối với gia thế của nàng cũng không có nhiều hảo cảm cho lắm. Một bộ y phục bình thường thanh lịch, cặp kính gọng đen hơn nửa khuôn mặt lại một lần nữa đeo lên trên mũi. Trương Tiểu Manh ngồi trên ghế salon của phòng khách, mỉm cười nhìn gã thanh niên ở đối diện mình, nghe đối phương không ngừng thuyết giảng với nàng. Nói chuyện hôm trước ở cổng trường đại học thật sự là rất vô lễ, xin nàng hãy rộng lượng tha thứ, vân vân. Hôm nay Trương gia có một buổi họp mặt nho nhỏ mà các trưởng bối đã ra lệnh cho nàng phải gặp mặt người bạn học trẻ tuổi mới vừa mới gia nhập vào trường đại học Lê Hoa của nàng. Đúng là kẻ hôm ngày khai giảng đã khiến cho nàng tức giận, Châu Nghị Viên công tử, thật sự vô cùng xin lỗi. Nghị Viên công tử thập phần thành khẩn nói, tôi đã suy nghĩ cẩn thận lại rồi, thân là một tín đồ của Kiều Trì Tạp, Lâm, cho dù là đang công tác cho liên bang cũng vậy, kỳ thật cũng nên trợ giúp cho liên bang cải thiện tình trạng không công bằng, khiến cho sự mất công bằng trong xã hội có thể trở nên ít hơn một chút. Trương Tiểu Manh nhích nhích cặp kính gọng đen của mình, thật chăm chú lắng nghe. Một mặt là nàng đối với một tín đồ thật sự của Kiều Trì Tạp Lâm vốn cũng không sinh ra quá nhiều ác cảm. Mà quan trọng hơn chính là, tình báo đã truyền tin rất rõ ràng, vị Châu Nghị Viên công tử này có mối quan hệ không bình thường với vị Châu gia tiểu thư kia. Mà vị Châu gia tiểu thư kia đại khái là người duy nhất có khả năng trong Song Nguyệt Vũ hội tiếp cận được với vị thái tử kia. Nếu nàng muốn trong vũ hội tiến hành tiếp cận thái tử, nhất định phải có một cầu nối. Vị nghị viên công tử biểu tình chân thành trước mắt kia, không hề nghi ngờ chính là cây cầu nối duy nhất mà nàng có thể tìm ra được. Tiểu Manh, cô đồng ý làm bạn nhảy của tôi trong Song Nguyệt Vũ hội sắp tới hay không? Châu nghị viên công tử này họ Hải tên Thanh Chu, một cái tên vô cùng anh tuấn. Khuôn mặt của hắn cũng không phải là khuôn mặt khiến người ta chán ghét. Hắn thành khẩn giải thích với Trương Tiểu Manh một trận, sau đó càng thành khẩn hơn phát ra lời mời. Tôi bằng lòng, nhưng có điều anh phải hiểu rõ ràng, cái này cũng không phải đại biểu là tôi khuất phục sự an bài của cha mẹ đâu đó. Nói ra những lời này, Trương Tiểu Manh cảm thấy chính mình vừa đang sắm vai một cô gái phản nghịch, vẫn không hoàn toàn bị những quy củ của tầng lớp cao cấp của liên bang cắn nuốt đi, cho nên có chút hài lòng một chút. Nhưng mà nàng cũng không có suy nghĩ cẩn thận qua, bản thân nàng vốn đã là một cô gái có chút phản nghịch rồi. Căn bản không cần giở trò, có lẽ vị Mạch Đức Lâm nghị viên có ánh mắt sâu xa cay đúng là nhìn trúng tính cách đặc biệt này của nàng. Hải Thanh Chu cười cười, nói, có lẽ trong tương lai cô sẽ thay đổi quyết định. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình trong Song Nguyệt Vũ hội, nghĩ đến chính mình đã từng chính miệng hứa với Hứa Nhạc sẽ làm bạn nhảy của hắn. Nghĩ đến chuyện lãng mạn trong phòng ăn hôm qua, cảm giác ngọt ngào đêm hôm qua, Trương Tiểu Manh khẽ cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch. Hải Thanh Chu thân thiết hỏi, có phải cô có chỗ nào không thoải mái không? Trương Tiểu Manh miễn cưỡng cười cười, lắc đầu tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Nhưng mà ngay sau đó ngay trong phòng rửa tay trên phòng ngủ lầu 2, nàng đưa tay ôm lấy bụng, mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cắn răng nhìn khuôn mặt của mình trong gương căm hận nói, Hứa Nhạc, cái tên hỗn đản này, sao lại mạnh mẽ như vậy chứ?
chuyện này đúng là Hứa Nhạc quả thật có chút mạnh mẽ. Trương Tiểu Manh oán giận nghĩ, mặc dù bản tiểu thư lập tức sẽ đá ngươi, nhưng ngươi cũng đâu thể nào không gọi điện thoại cho mình cơ chứ. Cũng không đến tìm mình, càng nghĩ nhiều càng khiến cho nàng cảm thấy mình bị ủy khuất, càng cảm thấy sự xúc động tối đêm qua của mình khiến cho mình có vẻ không quá tự trọng, cuối cùng chạy qua phòng rửa tay mà khóc lóc. Phải quên hắn đi, phải quên hắn đi. Song Nguyệt Vũ hội sắp bắt đầu rồi, tính mạng của mình hiện tại cũng không thuộc về hắn nữa, vì vậy phải quên hắn đi, cũng không được tiếp tục nhớ đến hắn nữa. Trương Tiểu Manh lau khô nước mắt, sửa sang dung nhan một chút, mang cặp kính gọng đen lên, khôi phục lại dáng vẻ văn nhã bình thản, bước ra ngoài. Tôi chỉ muốn cậu giúp đỡ tra xét một số điện thoại, chẳng lẽ chuyện này lại khó khăn đến thế hay sao? Cả ngày không gặp lại Trương Tiểu Manh, Hứa Nhạc bắt đầu thấy hoảng loạn, tựa như kiến bò trên chảo lửa vậy. Lúc này hắn nghĩ đến thời gian trước đây bản thân mình trầm mê trong sở thích của mình, rất ít khi nào hẹn gặp với Tiểu Manh. Hắn phát hiện ra hóa ra mình đã ngu xuẩn đến cực điểm, mà một loại cảm giác điều xấu mơ hồ xuất hiện trong lòng hắn, khiến cho biểu tình của hắn hiện tại vô cùng nghiêm túc và kích động. Hắn trừng mắt đối diện với tên quan chức lưu manh kia, quát lớn, cậu là khoa trưởng cục điều tra liên bang, đi tra xét một số điện thoại, không phải là chuyện gì quá lớn chứ. Thi Thanh Hải không để ý đến sự phẫn nộ của hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Hai người bọn họ lúc này đang ngồi trong một phòng hẻo lánh bên trong một quán rượu phía sau cổng sau của trường Đại học Lê Viên, bốn phía không có một người khách nào cả. Thi Thanh Hải cau mày hỏi, hiến chương thứ nhất đối với sự bảo hộ quyền riêng tư của công dân nghiêm khắc đến thế nào? Không cần nói ra chính cậu cũng hiểu rõ mà, tôi thân là quan chức chính phủ đương nhiên không thể biết luật mà phạm luật được. Nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này chính là cậu vì nguyên nhân gì mà phải tra tìm số điện thoại của cô gái tên Trương Tiểu Manh kia? Hứa Nhạc trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên có chút ngại ngùng nói, nàng ta là bạn gái của tôi, suốt một ngày không gặp rồi, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì. Điếu thuốc trong tay Thi Thanh Hải thoáng run rẩy một chút, hắn chăm chú nhìn Hứa Nhạc, gằn giọng từng tiếng, cậu lặp lại lần nữa xem. Tôi biết chuyện này có chút quái dị, tôi cho đến bây giờ cũng đều chưa có cẩn thận suy nghĩ qua. Tôi cũng biết mình thực là hỗn đản, cư nhiên ngay cả số điện thoại của bạn gái mình cũng không biết. Tôi xấu hổ không dám đến hỏi bạn học của nàng ta. Chuyện này rất mất mặt. Hứa Nhạc ngây ngô cười một cái, rồi thao thao bất tuyệt nói. Trên thủ đô tinh quyển của liên bang này, số bằng hữu của hắn thật quá ít. Gã quan chức lưu manh trước mặt này chính là người bạn mà hắn quen thân nhất. Hiện tại hắn đang hạnh phúc, đương nhiên là đồng ý đem sự hạnh phúc này nói cho đối phương biết. Thi Thanh Hải hít một ngụm khói, phất tay quay sang ngăn hắn lại, ngả người tựa lưng vào ghế ngồi, cau mày thở dài, nói, xong rồi, thật xong rồi. Chuyện gì vậy? Xem bộ dáng ngu ngốc cùng với tươi cười của tiểu tử cậu, còn có cách nói chuyện lải nhải không ngừng về mấy chuyện tào lao bát nháo kia nữa, tôi dám khẳng định cậu thật sự đã yêu cô gái tên Trương Tiểu Manh kia rồi. Thi Thanh Hải sắc mặt âm trầm, nói, nhưng vấn đề là, cậu có cảm thấy chuyện này thật sự có chút kỳ quái hay không? Chương 76, sự lo lắng của Thi công tử. Có gì kỳ lạ? Có một bài hát tên là Xấu xa khiến người ta yêu, nhưng cậu lại là người thực thà nhất mà cả đời này tôi gặp, tôi không hiểu là Trương Tiểu Manh kia tại sao lại thích cậu. Nét mặt Thi Thanh Hải rất điềm tĩnh, trong lòng lại lo lắng trùng trùng, bởi vì thân phận kép của hắn. Hắn hiểu Trương Tiểu Manh muốn làm gì hơn bất cứ người nào. Còn Hứa Nhạc là anh em của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn Hứa Nhạc bị kéo vào nhan sắc mà cái gì cũng không biết. Hứa Nhạc nói, không phải tất cả các nữ sinh đều thích người lưu manh như cậu. Trương Tiểu Manh, cô gái này có vấn đề. Thi Thanh Hải im lặng một lúc lâu, rồi trái với quy tắc của tổ chức, nói với Hứa Nhạc, trước đây cô ấy đã đi, giờ lại về Đại học Lê Hoa, thật quá kỳ lạ. Tôi không quan tâm lắm đến những thứ chính trị này, hơn nữa tôi biết cô ấy là tín đồ của Kiều Trị Tạp Lâm, nhưng anh cũng đừng quên rằng, tín đồ của Kiều Trị Tạp Lâm cuồng nhiệt nhất trong trường Đại học Lê Hoa này là công tử của nhà nghị sĩ Châu này, sao tôi không thấy cục điều tra các anh đi điều tra hắn đi. Thi Thanh Hải đem bàn tay dính vào rượu lau qua phần nhăn của áo, nói, tin tôi đi, tôi luôn biết nhiều chuyện hơn cậu. Cho dù cô ấy vẫn đang làm việc cho những người ấy, vậy có liên hệ gì đến tôi đâu. Hứa Nhạc cười nói, nghị sĩ Mạch Đức Lâm đã đến liên bang tranh cử rồi, liên bang cũng không thể có nội chiến chứ. Bản thân hắn chính là một đào phạm, hoàn toàn không liên quan đến chính trị. Hơn nữa,
Nếu đứng trên góc độ tình cảm, hắn có hảo cảm với phe phản đối hơn, dù gì liên bang cũng đã giết chết đại thúc, phá hủy quỹ đạo cuộc đời vốn có của hắn. Có điều hắn vẫn không tin cô gái tên Trương Tiểu Manh ngây thơ ngờ nghệch ấu trĩ này lại là gián điệp của thế lực phe phản đối phái tới đại học thành này. Bởi vì sau đêm qua, hắn đã xác định không còn người nào thấu hiểu cô gái ấy hơn hắn. Ít nhất cô ấy sẽ không có lòng muốn lợi dụng tôi, không phải sao? Nhìn sắc mặt âm trầm của Thi Thanh Hải, Hứa Nhạc biết đối phương đang lo lắng cho mình, bèn an ủi, tôi chỉ là một sinh viên bình thường có chiếc thẻ ngân hàng mà thôi. Lời này cũng đúng, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lúc này cô ấy còn có thể thoải mái nói chuyện yêu đương với cậu. Thi Thanh Hải trêu chọc nói, Hứa Nhạc không hiểu câu nói này. Hắn ngậm điếu thuốc đứng dậy, dặn dò, sau này cố gắng ít ra khỏi trường đi. Châu Hữu đã về quân khu 3, nhưng đại tiểu thư Châu ra lại vào trường anh đấy, nói không chừng lại có chuyện. Lần đầu tiên Hứa Nhạc nghe thấy tin này, lại hoàn toàn không để ý gì nhiều. Dù gì thời gian đã qua quá lâu, hơn nữa hắn vẫn còn đang tiếp tục nhớ mong Trương Tiểu Manh. Thi Thanh Hải nhìn thiếu niên thần thái rõ ràng không tập trung này thở dài. Bước về phía bên ngoài quán bar, ở vũ hội song nguyệt. Tôi sẽ ở bên cô ấy, Hứa Nhạc nhìn theo bóng lưng hắn nói. Tôi lại hy vọng cô ta đá bay cậu một cái. Ngoài ra, vũ hội song nguyệt, tôi cũng kiếm lấy một cái giấy mời. Đến lúc đó gặp. Thi Thanh Hải tay kẹp điếu thuốc vụng về sau vẫy vẫy, bước ra khỏi quán bar. Thi Thanh Hải, trưởng phòng 4 phòng ngoại cần của Cục Điều tra Liên bang ở Lâm Hải Châu. Phòng 4 chuyên chịu trách nhiệm đề phòng tội phạm trong nội bộ liên bang và xử lý các phương diện hoạt động xâm nhập và gián điệp. Nhưng ngoài thượng cấp trực thuộc của hắn ra, không hề ai biết rằng thân phận thực sự của hắn là một nhân viên tình báo của quân đội ở khu liên bang. Hay nói cách khác, hắn là gián điệp. Nhiều năm trước, Thi Thanh Hải gặp phải một việc hiếm gặp ở liên bang. Người cha làm nông của hắn chết trong một sự cố kỳ lạ không rõ nguyên nhân. Nông trưởng nhỏ của Thi gia bị gạt vào một công ty lớn nào đó của liên bang. Bắt đầu từ hôm đó, cậu bé Thi Thanh Hải đã mất đi tất cả sự tín nhiệm và tôn trọng với liên bang này. Khi còn học ở Học viện Quân sự số 1, giáo sư tâm lý học của hắn đã phát hiện hắn, tiếp nhận hắn và giáo dục hắn, để hắn biết trong liên bang vẫn có những người đang không ngừng nỗ lực để xóa bỏ sự bất công được che đậy dưới luật pháp. Vị giáo sư tâm lý học này sau đó đã trở thành cục trưởng cục Lâm Hải Châu, còn Thi Thanh Hải sau khi vào cục điều tra liên bang cũng đã trở thành một gián điệp. Một trưởng khoa 4 chuyên phụ trách phòng chống tội phạm và các thế lực xâm nhập, bản thân lại là người của quân đội. Sự thật này thật phi lý, những đã nói rõ rằng có những thế lực đã cố hết sức lực để xâm nhập sâu vào liên bang. Có thể ngồi ở vị trí gián điệp then chốt như Thi Thanh Hải, cực kỳ hiếm thấy. Cũng chứng tỏ sự thận trọng cẩn thận của hắn. Chính bởi vì có thân phận kép và khứu giác nhạy bén như vậy, nên cho dù là cục điều tra liên bang sớm đã đình chỉ việc theo dõi Trương Tiểu Manh, hắn lại vẫn nhạy bén phát giác điểm khác lạ của cô gái này. Đó là một khí chất, năm đó bí mật đến Hoàn Sơn Tứ Châu để huấn luyện trong thời gian ngắn, Thi Thanh Hải không biết nhìn thấy không biết bao nhiêu người trẻ tuổi giống như Trương Tiểu Manh. Sẵn sàng thiêu cháy vì lý tưởng, khí chất đó có che đậy thế nào, cũng không thể nào che kín hết. Thi Thanh Hải hoàn toàn không thích những người trẻ tuổi ấy, hắn thường châm biếm nghĩ rằng, so với mình, những người đó quá không chuyên nghiệp. Ngày nay, các thế lực sớm đã âm thầm chia thành hai phe trong nội bộ, một phe là phe ôn hòa do nghị sĩ Mạch Đức Lâm đứng đầu, một phe khác thì là phe cánh tả chủ trương dùng lực lượng vũ trang quân đội làm căn bản. Trong mắt hắn, bên ngoài vẻ đạo mạo của lão già Mạch Đức Lâm kia, thì hắn cũng giống như những nghị sĩ khác trong liên bang, đều là nói lời không biết liêm sỉ, chỉ biết lợi dụng tài nguyên chính phủ để đạt được mục tiêu chính khách vô sỉ của bản thân. Đương nhiên, xét đến cùng mọi người đều là phục vụ cho thế lực của mình, Thi Thanh Hải không thử đi tìm hiểu điều tra thân phận thực của Trương Tiểu Manh, nhưng tối hôm nay lại nghe thấy Hứa Nhạc nói. Bạn gái của hắn ta là Trương Tiểu Manh. Tin tức này ngay lập tức khiến Thi Thanh Hải phải trở lên cảnh giác, bởi vì điều này liên quan đến bạn của hắn. Lời của Hứa Nhạc sắp thuyết phục được hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó cổ quái. Khi vũ hội lễ song nguyệt sắp đến gần, Trương Tiểu Manh sao có thể có lý do chìm đắm trong tình yêu phong hoa tuyết nguyệt chứ? Châu Úc đã vào Đại học Lê Hoa, trong mắt những người như Thi Thanh Hải, tự nhiên cũng đã xác định vị trí của Thái tử. Hắn đoán rằng bên phía nghị sĩ Mạch Đức Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, Trương Tiểu Manh rất có khả năng sẽ vì chuyện này mà tới.
cho nên hắn nghĩ không hiểu tại sao Trương Tiểu Manh lại diễn ra trò này trong thời điểm như vậy. Kỳ thực đây chỉ là vì Thi Công Tử đã quên đi câu nói mà trước giờ hắn vẫn luôn tin, những người đó quá không chuyên nghiệp. Còn Trương Tiểu Manh rõ ràng là một cô gái ngây thơ trong số những người nghiệp dư ấy. Trước khi lên xe, Thi Thanh Hải vô thức sờ vào túi áo ngực trái, trong đó có thiếp mời vũ hội lễ song nguyệt của Đại học Lê Hoa mà hắn nhờ người kiếm cho. Danh nghĩa được dùng đương nhiên là hắn trước nay nổi tiếng yêu thương các nữ sinh trẻ tuổi. Tình báo liên quan đến mục tiêu thái tử trong Đại học Lê Hoa, hắn đã sớm truyền đi, nhưng nhân viên tổ chức trong liên bang quá ít. Cũng không thể tiếp tục điều tra tiếp, hắn bắt buộc phải đích thân xuất mã đến vũ hội xem. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một gợn mây đen đang di chuyển, người phía trên tổ chức sau khi nhận được tình báo sẽ chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn ngăn chặn sức ảnh hưởng các lão ưng bộ quốc phòng với thái tử sao? Thái tử rốt cuộc là người thế nào? Tại sao ngoài anh em nhà họ Châu ra, người của Mạch Đức Lâm và quân đội vẫn phải đi nịnh bợ hắn? Nếu như là nhân vật có tính quyết định trong đại gia tộc nào đó, quân đội lấy Thất đại gia tộc làm mục tiêu cuối cùng, tại sao vẫn cần kéo quan hệ với đối phương? Họ nên không từ thủ đoạn để thích sát đối phương mới đúng. Thi Thanh Hải nhíu chặt mày, cảm giác chuyện có chút vượt quá suy đoán của mình, hắn hoàn toàn không biết rõ những lãnh tụ của quân đội kia, cũng không có quá nhiều cảm giác thân cận. Hắn chỉ là muốn làm chút chuyện cho những người muốn đối đầu với liên bang, nhưng kết quả chuyện này sẽ khiến mình lún sâu vào, hắn phải suy nghĩ thêm rồi. Qua cửa kính chiếc xe nhìn về hướng, Hứa Nhạc vẫn đang đờ đẫn trong quán bar, Thi Thanh Hải lắc đầu, chỉ cần không kéo tên này xuống nước cùng là được, may mà hắn không hề có chút quan hệ nào với chuyện này. Đêm đã khuya, trong gian phòng tầng 7 của ký túc xá Mai Viên, ánh đèn đã tắt ngúm, xem ra Trương Tiểu Manh đêm nay có lẽ đang ngủ trong nhà. Không biết cô hiện tại còn đau không, đêm qua mặc ít áo như vậy có bị cảm mạo không? Hứa Nhạc đứng trên sân vận động nheo mắt nhìn qua cây tán cây mùa thu. Nhìn về gian phòng không còn ánh đèn, nghĩ tới lúc trước cũng ở nơi tương tự, Trương Tiểu Manh dùng ngón tay khẳng khiu của mình chỉ về hướng lầu 7, nói cho hắn biết mình tối tối đều ở đó. Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh lúc đó chỉ là những người bạn tâm đầu ý hợp, còn lúc này nghĩ tới cảnh đó, Hứa Nhạc lại cảm thấy thì là tất cả sớm đã được định sẵn. Đắm chìm trong cảm giác vui sướng đê mê, hắn đang thầm tính, đợi sau khi Trương Tiểu Manh quay về trường, mình nên đưa cô ấy đi nhà hàng nào ăn một bữa đây. Tiền trong thẻ ngân hàng liên kết Tam Lâm còn rất nhiều, đừng nói là ăn cơm, cho dù tương lai muốn mua một ngôi nhà tầm trung cũng đủ. Nghĩ tới chuyện ăn cơm, Hứa Nhạc chợt nhớ ra một chuyện, kêu lên một tiếng hỏng bét. Tối qua Hứa mang bánh mỡ ăn cùng tên kia, kết quả lại không đi, không biết đối phương có đợi không. Hứa Nhạc nhìn thấy một bình cà phê và vài miếng bánh cá trong phòng nghỉ, nhún vai gạt bánh mỡ sang một bên, chú ý tới tờ giấy viết đầy chữ nhưng nội dung hoàn toàn không mới. Nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, biết cái tên mất ngủ giống mình còn chưa tới, bèn tự bước vào phòng, bắt đầu luyện tập nỗ lực đạt được 20 giây ở cấp 6. Không biết bao lâu sau, trong máy bộ đàm vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, tại sao bánh mỡ hôm nay không có cháo xanh? Ăn không ngon. Hứa Nhạc gỡ chiếc kính quang hộ xuống, cười đáp, tối qua không đến, quên nói với cậu một tiếng, thật xin lỗi. Cháo xanh, ngày mai tôi muốn để cho bạn gái ăn. Thái Chi Nguyên ở một gian phòng khác ngẩn người, từ đêm qua đến lúc này hắn luôn nghĩ, tại sao Hứa Nhạc lại bỗng nhiên biến mất. Thậm chí còn có đôi chút tức giận, nhưng lòng kiêu hãnh và địa vị của hắn không cho phép hắn mở miệng tra hỏi và tỏ ra không bằng lòng. Lúc này nghe thấy lời giải thích của Hứa Nhạc, hắn mới biết đã xảy ra chuyện gì, khóe môi hiện ra một nụ cười chế giễu. Lòng thầm nghĩ cuộc sống ở đại học quả nhiên là vô vị, một tên thú vị như vậy cũng không ngoại lệ mà đã yêu đương rồi. Bắt đầu đi, Thái Chi Nguyên phát ra lời mời đối chiến, giọng điệu điềm đạm lộ ra sự tự tin. Nhưng vừa qua được 5 phút, hắn đã di chuyển bàn tay trên màn hình cảm ứng, kiềm chế sự tức giận và sửng sốt của mình, nói vào bộ đàm, hôm nay cậu ăn rồi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, trò hề thất tình. Thái gia công tử tức giận nói ra những lời không hợp với thân phận, là vì thao tác điều khiển robot mà đêm nay Hứa Nhạc bất ngờ thể hiện ra. Hứa Nhạc lần đầu tiên đánh bại người bạn học chưa từng gặp trong chiến đấu, chính vào ngày đầu tiên hắn trở thành nam nhân. Nếu như hắn biết thân phận thực sự của người bị hắn đánh bại, có lẽ hắn sẽ càng phấn chấn hơn đôi chút.
Nhưng cũng trong một ngày ngắn ngủi đó, hắn đã ngã bụp xuống từ trên đỉnh đầu của Hứa Nhạc xuống tận đáy sâu, khiến cho mặt mày sưng phù, mắt hoa mày chóng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì thêm. Bởi vì Trương Tiểu Manh đã biến mất. Đây hoàn toàn không giống như việc bỏ nhà ra đi khi Trương Tiểu Manh vừa vào đại học năm đó, đi xa, tạo một trò hề mất tích. Mà là chỉ cô gái có thói quen đeo chiếc kính viền đen kia đã chợt biến mất trong cuộc sống của Hứa Nhạc, hoặc nói là trong mắt cô ấy, người như Hứa Nhạc vốn không hề tồn tại. Sáng sớm hôm đó, Hứa Nhạc căng thẳng nhưng cũng rất phấn chấn đến bên ngoài ký túc xá Mai Viên. Trong tay cầm sẵn bó hoa tươi và bình nước ấm, sau đó nhìn thấy Trương Tiếu Manh và một cô bạn khác cùng bước ra ngoài ký túc xá. Nhưng khi hắn toét miệng cười thật tươi đi lên trước, Trương Tiểu Manh lại dường như chưa từng nhìn thấy hắn, như một trận gió lướt qua, chỉ còn đám lá vàng rơi và sự ngỡ ngàng tột độ ở lại bên hắn. Ngày cuối tuần hắn lại đến một lần nữa, đại đa số các sinh viên trong Đại học Lê Hoa đều biết người sinh viên dự thính. Nhân viên gác cổng trường học kia cuối cùng cũng dũng cảm bắt đầu theo đuổi Trương Tiểu Manh, nhưng tình cảnh ngày hôm nay dường như đã chứng minh việc theo đuổi của hắn đã hoàn toàn thất bại. Những nữ sinh khác ném cho hắn những cái nhìn khinh miệt, nhưng cũng có người cũng thông cảm đồng tình cho hắn. Không giống với suy nghĩ của người xung quanh, Hứa Nhạc biết mình và Trương Tiểu Manh đang xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, ngẩn người nhìn theo bóng hình Trương Tiểu Manh, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong lòng lại bỗng cảm thấy đó điều không hay. Trong lúc hắn đang lo lắng, Trương Tiểu Manh cũng bắt đầu như chưa từng nhìn thấy hắn, bất luận là trên giảng đường, trong phòng thực nghiệm, hay là trong hành lang đi lại, bất cứ nơi nào mà hai người có thể chạm mặt, Trương Tiểu Manh đều ngẩng cao đầu, mắt không liếc nhìn hắn mà đi thẳng. Hứa Nhạc đau khổ nhưng cũng rất nghi hoặc, lại không cảm thấy bộ dạng của cô như vậy đôi chút buồn cười đáng yêu. Cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Nhạc không còn kìm nén được nghi vấn của mình, dưới gốc cây hòe lớn trong ngoài giảng đường ôm chặt lấy Trương Tiểu Manh. Căng thẳng nói, anh biết biểu hiện của anh tối đó rất kém, nhưng em đã bỏ mặc anh 2 ngày rồi, cũng coi như trừng phạt nặng lắm rồi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui, cũng chỉ có thể có một kết luận. Trong tâm lý của cô gái vừa xoay đổi này vô cùng nhạy cảm đối với sự thiếu dịu dàng gần gũi của mình tối đó, đặc biệt là không đưa cô về ký túc xá, nên mới trở nên giận dỗi oán trách ghê gớm như vậy, chính vì thế mà 2 ngày nay mới bỏ mặc mình. Hứa Nhạc hoàn toàn không nghĩ rằng khi bắt đầu mối tình đầu của cuộc đời này đã rơi vào cuộc chiến tranh lạnh, vì vậy mà hắn thành khẩn xin lỗi. Trương Tiểu Manh lòng chợt cảm thấy căng thẳng, đẩy gọng kính lên, nhìn hắn rồi hắng giọng nói theo kịch bản đã soạn sẵn trong đầu, anh hiểu lầm rồi. Tôi cũng muốn tìm cơ hội để nói rõ với anh, hai chúng ta không hợp nhau, tôi không muốn anh tiếp tục hiểu lầm như vậy. Đừng có đùa thế mà, Hứa Nhạc cười nói, nhưng nụ cười lại đôi chút gượng gạo. Hắn cảm thấy những lời này sao lại giống trong những bộ phim tình cảm chiếu trên kênh văn nghệ liên bang như vậy. Đồng thời, hắn cũng nghe thấy sự run rẩy trong lời nói lạnh nhạt của Trương Tiểu Manh. Hắn nghiêm mặt hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng có chuyện gì. Chỉ là tôi đã bình tâm suy nghĩ lại, mối quan hệ giữa chúng ta trong tương lai sẽ thế nào? Và cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục phát triển thêm. Trương Tiểu Manh đè nén sự căng thẳng và lạc lõng trong lòng, lạnh nhạt bạc bẽo nói, xin anh hãy quên hết tất cả chuyện xảy ra hôm đó đi. Hứa Nhạc cảm thấy như có một chiếc búa nặng rơi thẳng vào tim. Ngây dại đờ người, nhưng hắn vẫn giữ được phong cách của tảng đá thạch lâm. Mặt không chút biểu cảm nhìn Trương Tiểu Manh nói, có phải đầu em có vấn đề không? Hay là tối hôm mặc ít quá, rồi cảm sốt rồi? Trương Tiểu Manh thầm thở dài. Cô lạnh nhạt ra vẻ vô tình nhưng lời nói lại chứa cảm xúc nói, đã là hiến lịch 37 rồi. Anh còn cho rằng đây là thời đại của thai thị hoàng triều sao? Anh có tình thì tôi cũng có ý là chuyện rất bình thường. Anh chỉ là học sinh nghèo, cho dù tương lai có thể vào quả xác làm việc. Lẽ nào anh vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho tôi? Ở cả đời với tôi ư? Tỉnh táo một chút đi. Nếu nói là lúc trước tôi ham vui, khiến anh hiểu lầm gì đó, thì tôi có lời xin lỗi anh, nhưng xin anh sau này hãy duy trì khoảng cách với tôi. Nghe thấy hai từ xin lỗi, Hứa Nhạc bỗng cảm thấy buổi tối hôm đó trong nhà hàng, Trương Tiểu Manh dường như không chỉ nói một câu xin lỗi. Hắn đứng nguyên tại chỗ như một khúc gỗ, nhìn cô gái đeo kính luôn khiến người say đắm trước mặt, hạ giọng nhưng phải gắng sức nói, xin lỗi. Chẳng lẽ cô muốn tôi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau đó tôi và cô từ nay trở thành người qua đường?
Điều này đối với anh khó lắm sao? Trương Tiểu Manh cố gắng lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng trái tim lại như thắt lại. Hứa Nhạc tức giận, nhưng mặt hắn lại không chút biểu cảm, nhìn vào mắt Trương Tiểu Manh nói, đương nhiên rất khó. Tôi chưa từng yêu ai, lần đầu tiên đã bị cô lừa, chẳng lẽ cô muốn không chịu trách nhiệm sao? Khuôn mặt đang giả vẻ cao ngạo của Trương Tiểu Manh ngay lập tức như trời long đất lở. Hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn Hứa Nhạc, cô tuyệt đối không thể ngờ một người thành thực chất phác như hắn lại có thể nói ra những đạo lý kỳ quái không thể tưởng tượng được như vậy. Giọng nói của Hứa Nhạc to lạ thường, những sinh viên khác dưới tán cây phía xa đều hiếu kỳ nhìn về phía họ, nhưng có lẽ không ai nghe thấy gì. Khuôn mặt của Trương Tiểu Manh vẫn lại đỏ rực lên, giận dữ nhìn Hứa Nhạc kháng nghị nói, nhỏ tiếng một chút. Chẳng lẽ tôi không phải là lần đầu tiên sao? Hứa Nhạc tiếp lời rất nhanh, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm với cô, và cô cũng vậy. Trương Tiểu Manh bỗng phát hiện mình quả thực không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng mà ngài nghị sĩ thận trọng giao phó. Cô phát hiện muốn đóng giả vai một cô gái tham hư vinh mà đá một anh chàng lần đầu biết yêu thật quá khó, nguyên nhân là vì cô muốn đá chàng trai mang tên Hứa Nhạc ấy. Quả thực không thể điều khiển theo lẽ thường, không tức giận đi đấm cây, cũng dường như không kích động cầm dao cắt cổ tay mình. Càng không đau khổ chửi rủa mình, điều này khiến cô không thể nói ra những lời thoại trong kịch bản được thiết kế hoàn hảo của cô. Có lẽ là trong tận đáy sâu của trái tim chân thành của cô không nhẫn tâm dùng những lời nói này làm tổn thương hắn. Cô bất lực nhìn Hứa Nhạc đang không chịu rời đi, nhỏ giọng cầu khẩn, anh hãy tha cho tôi đi. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm cho tôi, cũng không đến mức anh bắt một cô gái như tôi phải chịu trách nhiệm gì chứ. Tại sao không cần? Tâm trạng của Hứa Nhạc kỳ thực đã rơi vào tận đáy sâu, vì hắn sớm đã nhìn ra Trương Tiểu Manh hoàn toàn không nói đùa. Nhưng cũng chính là lúc nguy cơ đời hắn xảy ra, cảm giác nguy hiểm ấy khiến cảm xúc của hắn tỉnh táo lạ thường. Phản ứng vô cùng nhanh, hắn nghiêm túc nói, tối hôm đó, chính cô đã cưỡng ép tôi. Sợ tiếng tranh luận bị các sinh viên khác nghe thấy, khuôn mặt của Trương Tiểu Manh sớm đã đỏ dần lên, lúc này đã bị tức đến trắng bệch. Bất ngờ nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Hứa Nhạc, giống như đang nhìn thấy một người hoang dã điên cuồng, cô giận dữ lắp bắp nói, anh, vô sỉ. Hứa Nhạc không phải là người vô sỉ. Cho dù bị Thi Thanh Hải huấn luyện đã lâu, nhưng cũng không thể nói ra những lời nói quá đáng với các cô gái. Hắn chỉ là bị thái độ thay đổi đột ngột của Trương Tiểu Manh làm cho hồ đồ, thuần túy chỉ là vô thức tìm kiếm một lý do có lợi cho bản thân, hắn chua xót phát hiện. Dường như Trương Tiểu Manh đang nói thật, công tử Hải Thanh Châu của nhà nghị sĩ bỗng xuất hiện bên cạnh hai người, dường như đang muốn làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân. Hắn cảnh giác nhìn Hứa Nhạc nét mặt đang tối sầm, rồi đẩy Trương Tiểu Manh ra phía sau bảo vệ. Trương Tiểu Manh thò đầu ra qua cánh tay của Hải Thanh Châu, nói, cám ơn, không có chuyện gì đâu. Cô lại nhìn Hứa Nhạc giận dữ nói, đừng có đến làm phiền tôi nữa. Hứa Nhạc lại dường như không nghe thấy câu nói của cô, vươn tay về, hướng công tử nhà nghị sĩ, nói một cách phong độ, lúc trước đã gặp mặt. Tôi là Hứa Nhạc, sinh viên dự thính ngành cơ giáp, có thỉnh giáo gì không? Trương Tiểu Manh và Hải Thanh Châu đều ngẩn mặt, không ngờ thái độ của Hứa Nhạc lúc này lại biến đổi nhanh như vậy. Hải Thanh Châu ôn hòa cười, nói, Hải Thanh Châu, người lần trước vì báo cáo nhỏ của anh mà bị trừ 4 học phân chính là tôi. Hai người bắt tay nhau, Hứa Nhạc cười nói, không ngờ anh vẫn nhớ tôi. Trương Tiểu Manh thở dài, nói với Hứa Nhạc, vũ hội lễ song nguyệt, Thanh Châu là bạn nhảy của tôi. Nhanh như vậy mà đã mời Thanh Châu rồi. Tôi nấu cháo cho cô cũng không thèm ngó qua. Sớm biết vậy tôi đã để cho tiểu tử đó ăn rồi. Câu nói này không phát ra từ miệng Hứa Nhạc, khuôn mặt hắn vẫn hiện ra một nụ cười thành khẩn. Chỉ là trong lòng vô cùng chua xót nghĩ vậy, câu nói này đích thực là chua xót giống đàn bà, hắn có chết cũng không bao giờ cho phép mình nói ra câu nói đó. Đừng hiểu lầm, Trương Tiểu Manh nhìn thấy sự chán nản hiện ra trong khóe mắt của Hứa Nhạc, trong lòng chợt trống trải, thấp giọng nói, tôi và anh không thích hợp bên cạnh nhau, nhưng tôi cũng không có quan hệ gì với Thanh Châu, tôi và cậu ấy cũng chỉ là bạn bình thường. Lời nói chua xót trong lòng Hứa Nhạc một lần nữa lại xuất hiện, thầm nghĩ trước cái ngày đó chúng ta cũng là bạn bình thường. Hắn đã không nhịn được thêm, ôn hòa nhìn Hải Thanh Châu cười, sau đó lại gật đầu với Trương Tiểu Manh, nói, lúc khác nói sau, tôi đi trước đây. Trong tình cảnh này, nếu như muốn đè nén cảm xúc đang muốn bùng phát của mình, Hứa Nhạc chỉ còn cách xoay người bỏ đi. Hắn là một thanh niên 19 tuổi. Nhìn thấy Trương Tiểu Manh ở bên một chàng trai khác,
Trong lòng hắn thật không dễ chịu gì, nhưng hắn sẽ không mất tư cách đến mức đánh nhau với một người khác để tranh cướp một cô gái. Nhìn bóng dáng Hứa Nhạc đang xa dần, Trương Tiểu Manh chợt cảm thấy mình thật sự là một cô gái xấu xa mà không phải là một vai diễn, bởi vì bóng dáng kia thật đáng thương. Không biết vì sao, cô lại có ý nghĩ muốn gọi hắn quay lại, nhưng vừa nghĩ tới vũ hội lễ song nguyệt sắp tới, cô lại gượng ép câu nói đó lại, nuốt từng cục xót xa xuống lòng. Hứa Nhạc là người tốt, ít nhất là không mất đi phong độ. Trương Tiểu Manh không muốn đến Hải Thanh Châu bên cạnh mình nảy sinh quá nhiều ác cảm với Hứa Nhạc, hắn là con trai của nhà nghị sĩ. Lỡ như hắn muốn làm điều gì không tốt với Hứa Nhạc, một sinh viên nghèo không cha không mẹ như Hứa Nhạc sẽ làm thế nào? Bị cậu cự tuyệt, vẫn có thể cười để bắt tay với tôi, quả thực, rất có phong độ. Hải Thanh Châu thu tay trái lại, lén xoa nhẹ vài cái, các khớp ngón vừa rồi đã bị Hứa Nhạc nắm chặt đến tấy đỏ lên. Khóe môi hắn nở một nụ cười khổ, thầm nghĩ tên này xem ra đã tức giận thật sự, lại nghĩ đến cảnh ở câu lạc bộ đêm, bất giác trong lòng nảy sinh sự sợ, hãi. Chương 78, suy nghĩ của đám châu đực. Gặp phải tình huống như vậy, đến người đất cũng phải phát hỏa, cho dù Hứa Nhạc là tảng đá, bên trên cũng phải khắc lên hai chữ oán niệm cực lớn. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy giận nhất là, hắn vốn không biết vấn đề xuất phát từ đâu, sao cây cối trong vườn lê khoác lên áo tuyết. Hai vầng trăng trên bầu trời đã chạm lại vào nhau, sao ban ngày lại trở thành màn đêm, sao hai người đang bên nhau giờ lại mỗi người một ngả. Hứa Nhạc không phải là những con trâu rừng mà hắn khinh thường, nhưng đây là mối tình đầu của hắn, dùng lời nói mà hắn không ngừng nhắc nhở với Trương Tiểu Manh, đây cũng là đêm đầu tiên của hắn. Cảm xúc của hắn không thể nào lập tức thoải mái tươi sáng lại ngay, cho nên khi hắn bắt tay Hải Thanh Châu, vô thức đã dùng lực quá mạnh, đương nhiên, khuôn mặt hắn vẫn giữ được vẻ điềm đạm. Chúc mừng, chúc mừng. Thi Thanh Hải nâng cốc bia lên, nhìn Hứa Nhạc đang sầu não ủ rột cười lớn, chúc phúc một cách chân thành, tình một đêm tôi thấy nhiều rồi, nhưng giống như cậu thì đúng là hiếm gặp. Lời chúc mừng của hắn là chân thành, vì sẽ không còn phải lo lắng giữa Trương Tiểu Manh và Hứa Nhạc sẽ có bất cứ vấn đề gì nữa. Nhưng những lời nói này khi vừa lọt vào tai của Hứa Nhạc lại giống như lời chế giễu ác độc. Hắn uống một ngụm bia lớn, cau mày nói, chuyện này rất kỳ lạ, tôi không cam lòng. Cậu và Trương Tiểu Manh đã lên giường chưa? Thi Thanh Hải châm điếu thuốc, ném bao thuốc qua bên kia, hỏi khẽ như kẻ cắp. Vấn đề là gã này quả thực quá đỗi anh tuấn, khiến chiếc tai mắt chuột kia vẫn không khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Hứa Nhạc sững người, lập tức nhớ đến tinh linh đeo sừng ác ma đêm đó, đó là đoạn thời gian lãng mạn khắc cốt ghi tâm. Nhưng đứng trên lập trường của một cô gái, hắn không thể nói thực với người bạn trước mặt mình như vậy, bèn lắc đầu. Thi Thanh Hải tê người một lúc, thở dài nói, vậy thì quả là có chút không cam lòng, cậu biết con mắt nhìn gái đẹp của tôi. Trương Tiểu Manh nếu như không đeo cặp kính viền đen ấy khi trên giường, thì chắc chắn sẽ là một người đẹp tuyệt vời, đáng tiếc thật. Hứa Nhạc nghe những lời này cảm thấy có chút khó chịu, giận dữ nhìn hắn, rút một điếu thuốc trong bao ra châm. Thi Thanh Hải chau mày nói, xem ra cậu thật nghiêm túc. Chẳng qua chỉ là hôn cậu một cái trong nhà hàng, điều này chẳng nói lên được điều gì, con gái đều rất dễ thay đổi, nói không chừng cô ấy về nhà ngơ ngẩn vài ngày. Rồi cũng hiểu là cậu không có tiền đồ. Người phụ nữ trong cảm tính, nhìn thấy một người đàn ông sẽ cảm giác đó là hoàng tử bạch mã của mình, như người phụ nữ của lý trí. Nhìn thấy một người đàn ông sẽ phải phân tích trước con ngựa trắng đó là thuê hay là mua, huyết thống của thuần hay không. Những luận đoán liên quan đến chuyện nam nữ, Thi công tử đã có một bồ xương máu, thấm thía vô cùng. Nhưng Hứa Nhạc lại vốn không nghe lọt tai những lời này, suy xét tỉ, mỉ lại quan hệ mấy ngày này với Trương Tiểu Manh, tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy? Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nói, Tiểu Manh thích tôi thật. Thi Thanh Hải ngây người rồi lắc đầu, giơ ngón tay cái lên nói, lần đầu tiên phát hiện ra cậu bắt đầu có thói tự yêu mến bản thân rồi. Giống như lúc đầu anh cười hạ lưu như vậy, phong thái giống tôi vài phần rồi đấy. Hứa Nhạc không để ý đến hắn, vừa hút điếu thuốc vừa cau mày phân tích, nếu như cô ấy thích tôi, lại không muốn thừa nhận mối quan hệ với tôi, vậy thì nhất định là vì có một chướng ngại lớn nào đó ngăn cản giữa tôi và cô ấy. Chuyện nam nữ chỉ ảnh hưởng đến nam nữ thôi. Gần đây xung quanh cô ấy xuất hiện công tử nhà nghị sĩ. Theo nguồn tình báo của tôi, hai người quen nhau từ cuộc đoàn tụ gia đình của Trương gia. Anh còn có nguồn tình báo? Thi Thanh Hải ngạc nhiên nhìn hắn.
Hứa Nhạc điềm đạm nói, tôi dùng một sợi dây chuyền trân châu hối lộ cô bạn học bên cạnh Trương Tiểu Manh. Nói tiếp, Tiểu Manh không phải là người yêu hư vinh. Cho dù cô ấy muốn ở bên cạnh tên yếu ớt như cọng hành củ tỏi kia, cũng không thể ngốc đến mức chọn cách như vậy. Đó chính là cơ hội để kết thúc quan hệ giữa tôi và cô ấy. Nếu như tôi làm loạn lên, Hứa Nhạc không hề nói ra chuyện tối hôm đó. Mà nếu như thật sự gây rối thì đôi bên cũng không vui vẻ gì, chuyện như vậy đồn đại ra ngoài, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của Trương Tiểu Manh và Hải Thanh Châu. Quan trọng hơn là, tôi và cô ấy vừa mới bắt đầu, bất cứ một cô gái bình thường nào, lúc này cũng có lẽ đều là người đàn bà sống theo cảm tính. Nói theo lời anh, cô ấy vốn không thể chú ý tới con ngựa mà tôi đang cưỡi là dòng máu gì. Tiếp tục, Thi Thanh Hải rõ ràng đang rất có hứng thú vì hắn phát hiện sự phân tích chính xác của Hứa Nhạc rất có lý. Cho nên cô ấy muốn tới gần Hải Thanh Châu, có lẽ không phải vì cô ấy thích hắn, mà là vì cô ấy bắt buộc phải gần hắn trong khoảng thời gian này. Hứa Nhạc nói ra những lời này có chút khó nhọc, nhưng đạo lý lại càng lúc càng rõ ràng, đôi mày như phi đao của hắn nhíu lại, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thấu vào khuôn mặt của Thi Thanh Hải. Rồi nhìn bên ngoài quán bar, còn về nguyên nhân trong đó, tôi không rõ lắm, đương nhiên cậu cũng sẽ không giúp tôi điều tra chứ. Được rồi, Cục Điều tra Liên bang không lo những chuyện thất tình này. Hứa Nhạc bỗng cau mày nói, lần trước ở câu lạc bộ đêm, Hải Thanh Châu và hai anh em Châu Gia ở cạnh nhau, anh đã từng nói với tôi, Châu Úc đã tới Đại học Lê Hoa. Lẽ nào Trương Tiểu Manh đang muốn thông qua Hải Thanh Châu để tiếp cận Châu Úc? Nhưng tại sao cô ấy phải tiếp cận Châu Úc? Lúc đầu anh nói cha của Châu Úc là quan lớn trong Bộ Quốc phòng. Ôi trời ơi! Chẳng lẽ Tiểu Manh thật sự muốn làm việc cho phe phản đối chính phủ, tàn thuốc rời vào bộ Tây Phục? Trong lòng, Thi Thanh Hải rất sửng sốt, không ngờ rằng Hứa Nhạc lại có thể suy đoán loạn ra nhiều thứ như vậy. Nhưng sắc mặt hắn không đổi, chế giễu nói, đừng tìm quá nhiều lý do cho mình, điều này cũng quá phức tạp. Cậu không đến Cục Điều tra Liên bang chúng tôi làm việc thì quả thực đáng tiếc. Những nhân viên phân tích tình báo chỉ biết phân tích ra bản vẽ chủ pháo chiến hạm từ một đống rác rưởi. Đều là bọn ngu ngốc. Hứa Nhạc nở một nụ cười héo hắt, biết phân tích của mình quá hoang đường, hoàn toàn là vì khiến bản thân có thể hiểu, có thể sống dễ chịu hơn. Cô gái mà đến bánh quy cũng ăn nhầm như Tiểu Manh, sao có thể là gián điệp? Nhưng hắn lúc này lại không biết, sự suy đoán của mình đã tiếp cận quá sát với sự thật. Hôm nay không chỉ không có bánh mỡ, mà bất cứ đồ ăn đêm nào cũng không có. Thái Chi Nguyên sầm mặt lại, nói vào máy bộ đàm, vừa rồi mới quyết định không để quản gia Cận chuẩn bị đồ ăn đêm, không ngờ tiểu tử bên kia lại dám quên mang đồ ăn cho mình. Trong máy đàm thoại vang lên tiếng nói kiệt quệ của Hứa Nhạc, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, quên chuyện này, cậu bớt ăn một tối cũng không chết được đâu. Nghe thấy những lời vô lễ này, Thái công tử theo bản năng chuẩn bị phát nộ, nhưng lại chợt hiểu tên nhóc mãi mãi chỉ biết cười ha hả kia lại nói tâm trạng không tốt, ngay lập tức lòng tò mò đã chiếm cứ lý trí, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Giọng nói bằng bằng của Hứa Nhạc tỏ ra ủ rũ lạ thường, tôi như vừa mới yêu, kết quả lại bị thất tình một cách mù mờ không rõ. Hả? À, không biết vì sao, một người suốt ngày chỉ biết xem hồ sơ như Thái Chi Nguyên, bỗng nhiên lại có hứng thú với sự than ngắn thở dài của tên nhóc trong phòng kia, hỏi, nói ra nghe thử. Hứa Nhạc đang ngồi vắt vẻo trong buồng điều khiển robot, bộ dạng đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà, nghe thấy giọng nói trong máy đàm thoại. Bỗng nhiên chợt động tâm, thầm nghĩ không chừng tên nhóc bí mật này còn có thể giúp mình nhìn ra một số vấn đề. Tên quan chức lưu manh Thi Thanh Hải một đầu hóc môn, quả thực không phải là đối tượng tốt để tham khảo vấn đề tình cảm. Hơn nữa tên nhóc bí mật này lại không biết mình là ai, có rất nhiều lời không tiện nói, đều có thể nói ra hết. Hắn nghĩ đoạn không thể lan truyền trong trường học những điều thị phi liên quan đến Tiểu Manh. Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Nhạc nghiêm túc kể hết lại chuyện xảy ra giữa mình và Trương Tiểu Manh, thậm chí ngay cả chuyện đêm hôm đó cũng không tránh né. Đương nhiên không thể thuật lại chi tiết, hắn đã lược bớt một số tình tiết có thể bại lộ thân phận của mình và Trương Tiểu Manh đi. Máy bộ đàm im lặng một hồi lâu, bên kia chợt lên tiếng hỏi, đã duy trì bao lâu rồi? Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán của Hứa Nhạc. Đương nhiên hắn biết điều bên kia hỏi chắc chắn không phải là thời gian mà mình thao tác kiểm tra cấp 6 bậc thấp nhất của cơ giáp. Hắn thấp giọng xấu hổ nói một, khoảng thời gian đại khái. Thời gian bên kia máy bộ đàm im lặng lại lâu hơn, sau đó vang lên một tiếng cười rộ lớn. Cùng một câu nói nhẹ nhàng đâm thẳng vào trái tim kiên cường của Hứa Nhạc,
còn không lâu bằng lúc cậu mới tiến vào cấp 6. Chẳng trách cô gái đó không cần anh. Hứa Nhạc giận dữ nói, lần đầu tiên không phải đều như vậy sao? Bỗng nhiên hắn nhìn vào máy bộ đàm chế nhạo nói, ngay cả cái này mà cậu cũng không hiểu, có lẽ vẫn còn là xử nam rồi. Thái Chi Nguyên đang cười lớn lập tức bị khựng lại, nhìn chằm chằm vào máy đàm thoại, sau đó Hứa Nhạc cố ý trầm tĩnh chuyển chủ đề. Trái tim của phụ nữ giống như một chiếc kim ở đáy bể, mãi mãi anh cũng đừng mong tìm được nó ở đâu. Hắn không muốn tiếp tục để ý đến những khúc chiết tình cảm ấu trĩ vô vị của Hứa Nhạc nữa, bèn lạnh nhạt lên tiếng, bắt đầu đi. Đêm qua, Thái Gia Công Tử với bề ngoài ôn hòa và bản tính kiêu hãnh trời sinh bên trong lần đầu tiên đã bị Hứa Nhạc đánh bại. Hắn cho rằng đây là sự ngẫu nhiên, có lẽ là vì đêm qua Hứa Nhạc không mang cháo đến cho hắn ăn, khiến hắn phát huy không tốt. Nhưng hôm nay hắn đã điều chỉnh cảm xúc của mình, chuẩn bị cho Hứa Nhạc một bài học cơ giáp thảm thương khó quên. Nhưng, vẫn là 5 phút sau, giọng nói kìm nén lửa giận của Thái Chi Nguyên lại vang lên trong máy đàm thoại. Hôm qua cậu vừa phá thân, xem như cậu đã uống kích thích, vậy hôm nay cậu đã uống thuốc gì? Hứa Nhạc đang mồ hôi đầm đìa, trong lòng lo sợ nhìn các số liệu trên màn hình, chìm đắm trong khoái cảm bộc phát từ sự đau đớn của đối phương. Hôm nay tôi thất tình, đương nhiên là uống thuốc nổ rồi. Mùi vị thất tình thật không dễ chịu, đặc biệt là không tìm được nguyên nhân, mù mờ khó hiểu. Cho dù hắn là tảng đá, cô ấy là người đàn bà chanh chua, mỗi một người nam hay nữ trong độ tuổi thanh xuân đều có các dây thần kinh rất nhạy cảm, xuân tàn thu héo, than ngắn thở dài. Đều là do sự bi hoan ly hợp trong tình cảm mà ra, cho dù là một sợi cảm xúc thay đổi, cũng đều khiến những người trẻ tuổi trong thời kỳ này phóng đại nó lên nhiều lần. 10 năm sau, có lẽ bọn họ đều sẽ cười trừ cho sự cố chấp năm xưa, còn 10 năm trước, ai cũng không thoát nổi cửa ải này. Trong phòng học treo đầy màn hình giảng dạy, Hứa Nhạc nheo mắt nhìn cô gái ngồi phía trước cùng Hải Thanh Châu, thầm nghĩ tình yêu là gì, tình yêu chẳng là gì. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, đêm nay mưa có tuyết. Chiến hạm được tạo thành bởi 3 hệ thống lớn, hệ thống cấu tạo, hệ thống điều khiển, hệ thống động lực. Có bạn có thể đang nghĩ hệ thống vũ khí thì sao? Hệ thống quan sát đâu? Tôi nghĩ, những bạn nào mà nhìn cấu tạo hợp thành chiến hạm như vậy, cơ bản đều là các bạn nam sinh viên. Tiếng nói của giáo sư Châu ngồi trên bục giảng cực lớn, ngay đến chiếc micro nhỏ kẹp trên túi áo của ông cũng phát ra tiếng rè biểu tình phản đối. Ông nhìn những nam sinh viên trong phòng học, tỏ vẻ không chấp nói, chỉ có cậu thích xem tạp chí mới nhìn nhận vấn đề một cách thiển cận như vậy. Nhận biết được vấn đề ấy, đừng quên rằng, 3 hệ thống lớn này mới là cấu tạo cơ bản cho tất cả. Chúng ta cứ lấy ví dụ ở chiến hạm thế hệ Vũ nói đi, 3 chủ pháo laser trên đó cấu tạo từ cái gì? Bục hợp kim siêu bền và máy chuyển đổi tinh thạch. Bộ chỉnh điều khiển chuyển động. Bộ kích phát năng lượng. Giáo sư Châu giơ ngón tay cái lên, một tia sáng cảm ứng xuất hiện trên màn hình lớn, phóng to bệ chủ pháo của bức vẽ cấu tạo chiến hạm Vũ ra. Lần lượt chỉ vào 3 bộ phận nói và 3 bộ phận cấu thành quan trọng nhất này, lần lượt chính là hệ thống cấu tạo, hệ thống điều khiển, hệ thống động lực. Năng lượng mà vũ khí phát ra cuối cùng vẫn chỉ quy nạp vào trong bộ truyền động lực. Đương nhiên, nếu anh nói là đạn pháo trong quân dụng, vậy anh coi như tôi chưa nói gì. 3 hệ thống này không chỉ tồn tại trong phạm trù vĩ mô, mà trên mỗi một cấu tạo nhỏ chi tiết của mỗi phần trên chiến hạm. Chỉ có 3 hệ thống hoàn mỹ này mới có thể phối hợp nhịp nhàng, mới có thể. Đương nhiên, chiến hạm thế hệ Vũ sớm đã rút hết, hiện tại nguồn tinh thạch của liên bang khan hiếm, có lẽ các bạn cũng không có nhiều cơ hội để ngồi lên chiến hạm. À, điểm quan trọng nhất là, Đại học Lê Hoa chúng ta không phải là 3 học viện quân sự lớn và trường quân đội Tây Lâm. Chúng ta không có khoa chỉ huy chiến hạm, nói với các bạn những điều này cũng vô ích. Trong giảng đường vang lên tiếng cười ồ và la ó của các nam sinh viên, giáo sư Châu vốn không để tâm đến, tự mình hứng thú giảng bài tiếp. Vậy tại sao tôi phải tốn thời gian nói về những thứ này? Đó là vì bất luận là tương lai các bạn có khả năng tiếp xúc với cơ giáp hoặc là những thứ xe thiết giáp tự động, pháo tự động, kỳ thực quy kết đến cùng. Mỗi thứ trong chúng đều là một chiến hạm mô hình nhỏ, hoặc nói là chiến hạm vi hình. Thứ quyết định tính năng và chiến lực của nó vẫn là 3 hệ thống cấu tạo, điều khiển và động lực. Mẹ nó, bỗng nhiên nghĩ tới những tên tương lai chỉ muốn phát triển về mặt dân dụng các cậu.
Bài giảng này coi như là lãng phí rồi. Trên giảng đường lại vang lên tiếng cười ồ. Chỉ có Hứa Nhạc là không cười, hắn cũng không ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của Trương Tiểu Manh. Tâm trạng hiện giờ của hắn quả thực là vô cùng phức tạp, nhưng hắn không cho phép cuộc sống của bản thân toàn bộ lại rơi vào trong nỗi đau khổ thương cảm mờ mịt này. Hắn nghiêm túc nghe bài giảng của giáo sư Châu, hơn nữa còn cảm thấy mình có được một sự thu hoạch gì đó. Cơ giáp chính là một chiến hạm nhỏ. Hứa Nhạc trong lòng lặp lại câu nói của giáo sư Châu. Hồi tưởng lại lần đầu tiên mình tu sửa lại nó trên tàu hiệu cổ chung, trong đống bản vẽ cơ giáp quy mô lớn tìm kiếm trong khu, lại liên hệ đến những thao tác mình tận tay làm ở khu trong những đêm gần đây, hắn lại có thêm một tầng kiến thức với lý thuyết mà giáo sư Châu dạy, hơn nữa còn liên tưởng theo một hướng kỳ quái. Bởi vì năm đó Đại Thúc nói với hắn, cơ thể con người mới là một bộ máy đầu tiên nhất. Nếu nói cơ giáp là một chiến hạm nhỏ, vậy cơ thể con người há chẳng phải là một cơ giáp nhỏ hay sao? Cơ thể con người cũng được cấu tạo bởi hệ thống điều khiển, hệ thống cấu tạo và hệ thống động lực. Cấu tạo tự nhiên là những nguyên liệu tồn tại tự nhiên như xương cốt, cơ thịt, tâm tạng, lông, máu. Hệ thống điều khiển tự nhiên là chỉ về não và các dây thần kinh vận chuyển. Chỉ có thông qua sự lưu thông của các dây thần kinh, ý thức đại não mới có thể điều khiển tới hoạt động của cơ thịt, sự vận động các khớp, sự hô hấp của phổi. Những thứ này đều là hoạt động của hệ thống cấu tạo. Vậy hệ thống động lực thì sao? Tự nhiên sẽ là con người ăn vào và thông qua cơ quan tiêu hóa hấp thu biến thành năng lượng cần thiết cho con người và được dự trữ trong cơ thể, biến thành mỡ, đường huyết. Oxy được hấp thu vào trong máu, sau đó trong cơ thể bắt đầu dùng cách đốt cháy nó, cung cấp một nguồn năng lượng vô tận cho cơ thể con người. Hứa Nhạc im lặng suy nghĩ. Thầm nghĩ cơ thể mình dường như hai hệ thống sau kia khác với những người khác. Ví dụ khi bản thân thao tác cơ giáp, ý thức đại não dường như là do một đường thông đạo mới hoàn toàn truyền đến tứ chi. Còn sức mạnh rung động thần kỳ trong cơ thể rõ ràng không phải chỉ dựa vào cách bình thường mà bộc phát ra. Mỗi lần mình thử xong đều cảm thấy rất đói. Có lẽ là có liên quan đến đặc chất của năng lượng này. Với một kết quả suy đoán như vậy, Hứa Nhạc đã cảm thấy hài lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng của người con gái kia, lại bắt đầu thấy bất mãn. Ba hệ thống của bản thân phát triển theo hướng mạnh lên, đáng tiếc là trái tim và tình cảm, những thứ huyền ảo này lại không thể tốt hơn chút nào. Tên gác cổng ấy đã đứng ở bên ngoài Mai Viên 5 tiếng đồng hồ. Bạn thật sự không muốn đi xem sao? Bên ngoài cửa vang lên âm thanh cười nhạo của đám nữ sinh. Có lẽ một số người là bạn của Trương Tiểu Manh thật, nhưng nhiều hơn trong số đó đều có tâm lý muốn xem náo nhiệt. Trương Tiểu Manh đứng trước mặt mọi người trước nay đều rất lịch sự trầm lắng, lạnh nhạt xa lạ. Thêm vào đó là câu chuyện ngày xưa của cô. Trong đám nữ sinh của Đại học Lê Hoa, kỳ thực không được hoan nghênh gì. Trương Tiểu Manh không để ý đến những tiếng ồn ào bên ngoài. Không có sự cho phép của cô, cửa điện tử cũng không cho bất cứ ai xông vào. Cô cũng không để ý cách nhìn và sự chế nhạo của những người khác. Ngoài phía trước mặt chàng trai trẻ kia ra, cô thấy rằng bản thân rất ít khi mình bị mất đi bình tĩnh. Bước tới trước cửa sổ, phía xa là con sông Hoa Hồng đang phản chiếu những ánh đèn trong màn đêm. Gần hơn chính là thảm cỏ dưới Mai Viên. Trên thảm cỏ, một nam sinh đang đứng lẳng lặng như một hòn đá dưới đó. Sau khi tan học vẫn đứng bất động ở đó tới đêm khuya. Dường như ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi. Trương Tiểu Manh thẫn thờ nhìn chàng trai đó. Lấy một miếng bánh tiểu cẩu đáng yên cho vào miệng mình chậm rãi nhai. Mắt cô thấy ươn ướt. Một sự buồn bã đau khổ vô bờ phủ kín lòng cô. Nguyên nhân của nó chính là cô cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Nếu như biết rõ sẽ như vậy, hôm đó không thể làm điều ấy, không nên kích động hắn, khiến hắn biến thành như vậy. Còn bản thân cũng khó chịu không nguôi, còn phải cố tạo ra bộ dạng lạnh lùng khiến chính cô cũng thấy khinh thường chính mình. Phải thừa nhận rằng Trương Tiểu Manh là một cô gái lương thiện, nếu không cô cũng không vứt bỏ gia thế tốt đẹp của mình để dấn thân vào sự nghiệp mưu cầu quyền lợi cho nhân dân tầng lớp dưới của liên bang. Nhưng qua sự huấn luyện rèn rũa, cặp kính viền đen kia khiến cô rõ ràng đã chín chắn hơn rất nhiều. Chuyện tình cảm nam nữ, cô vẫn vô cùng ấu trĩ ngây ngô, mơ hồ nối tiếp mơ hồ. Chính lúc này tiếng điện thoại lại vang lên, Trương Tiểu Manh nhấc máy nghe, sau đó nghe thấy tiếng của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc không phải người si dại, càng không phải là người muốn khóc thét đau khổ quằn quại. Nhưng hắn rất cố chấp như một hòn đá, hắn bắt buộc phải làm rõ nguyên nhân gì khiến thái độ của Trương Tiểu Manh thay đổi đột ngột như vậy.
cho nên hắn đã đóng đinh tại Mai Viên này đến nửa đêm, cuối cùng đã gọi điện cho cô. Hắn ngăn cản khả năng Trương Tiểu Manh chất vấn hắn sao có thể có số điện thoại của cô, trực tiếp lạnh lùng nói, đừng chơi trò lạnh lùng này nữa. Cô không phải là Giản Thủy Nhi, diễn xuất tệ lắm, vứt bỏ nó đi. Tôi không biết cô có ẩn tình gì, nhưng tôi muốn nói với cô, trò này không sử dụng được với tôi đâu. Tôi đoán cô lúc này đang ở bên cửa sổ trong bóng đêm nhìn tôi, sau đó đang bị sự chân thành của tôi làm cô cảm động, nói không chừng còn đang khóc nữa. Hứa Nhạc đứng đó hồi lâu cuối cùng cũng dùng thái độ năm xưa khi ở cùng đám cô nhi trên phố Trung Lâu, ngẩng đầu nhìn lên tầng 7, thê lương nói, lẽ nào em không cảm thấy như vậy rất ấu trĩ sao? Trương Tiểu Manh lúc này hai mắt đẫm lệ nhìn Hứa Nhạc dưới lầu, lại bị những lời nói vang lên trong điện thoại kích động khiến tâm trạng phức tạp, cúp điện thoại bộp một cái, rồi chui vào trong chăn. Điện thoại đã ngắt, Hứa Nhạc lại không rời khỏi Mai Viên, hắn cảm thấy trong lòng mình trống trải. Nếu không có được sự ấm áp hay lời nói của cô ấy lấp đầy, cơ hồ nó sẽ mãi trống trải như vậy. Đây là mối tình đầu của hắn, chí ít. Cũng là đêm đầu tiên của cô ấy, hắn thấy rằng hai người đều nên trân trọng nó. Vì vậy mà hắn rất trân trọng nó, rất cố gắng, cho nên hắn đứng mãi ở Mai Viên chờ đợi. Đêm thu lạnh lẽo, Hứa Nhạc không phải là người xung động, hắn đã chuẩn bị, mặc một chiếc áo ấm bên trong, bên ngoài mặc chiếc áo gió. Quân dụng màu sắc có được khi ở sân bay, chính là chiếc mặc khi lần đầu tiên gặp Trương Tiểu Manh, một là để giữ ấm, hai là có thể để đối phương nhìn áo nhớ người. Đây đã là sự sắp xếp chu toàn nhất có thể có được của một người lần đầu biết yêu như Hứa Nhạc. Nhưng hắn đã tính toán sai lầm về sự thất thường của ông trời, một trận mưa thu lạnh buốt dần dần rơi lộp bộp xuống, khiến cả người hắn ướt đẫm. Hắn lau nước mưa trên mặt mình, bực bội nhìn trời. Mai Viên lúc này đã không một bóng người, ngay cả đám nữ sinh xem náo nhiệt vừa rồi cũng đã đi vào giấc ngủ, chỉ có những hạt mưa thu dõi theo bóng hắn, khiến hắn cảm thấy trống trải cô đơn vô bờ. Đêm càng khuya, có nữ sinh thức dậy trong đêm phát hiện nam sinh đứng trong mưa, khẽ thở dài một tiếng. Nửa đêm khuya, mưa thu bỗng biến thành trận tuyết đầu tiên của phương Bắc tinh cầu, bông tuyết lả tả bay xuống, rơi trên người Hứa Nhạc, dần dần làm băng lạnh cả thân thể cùng trái tim hắn. Sáng sớm tinh mơ, Hứa Nhạc phủi lớp tuyết trên người, lặng lẽ rời khỏi Mai Viên, hắn cảm thấy quá lạnh, đợi đến lúc vũ hội rồi lại hỏi rõ cũng được. Cửa sổ ở lầu 7 Mai Viên ló ra khuôn mặt của Trương Tiểu Manh, cô nhìn theo dấu chân của Hứa Nhạc in trên tuyết. Lòng cảm thấy cô độc quanh hiu, biết rằng có lẽ hắn đã thật sự tuyệt vọng với mình rồi. Hứa Nhạc không có thời gian để tắm nước ấm sau đó đi ngủ, một là thời gian không đủ. Hai là với cơ thể mạnh mẽ được rèn luyện mấy năm nay dường như đã khiến hắn mất đi sự quấy nhiễu của những chứng bệnh cảm mạo. Ba là trong lòng hắn lúc này đang dâng lên một bó lửa. Một đám lửa không có màu sắc ánh sáng, khiến hắn buồn bực vô cùng, cần phải tìm một cách nào đó phát tiết ra. Hắn lẳng lặng bước vào khu không người, lòng nghĩ lúc này tên nhóc thần bí kia có lẽ sớm đã đi ngủ, mình chỉ đành giống giận với những khối màu sáng bên trong cấp 6. Điều khiến hắn bất ngờ nhất là, trên bàn nhỏ của phòng nghỉ ngơi đã không còn bất cứ thứ nào, còn đèn chỉ thị màu xanh của gian phòng kia lại vẫn sáng, chẳng lẽ tên đó vẫn ở bên trong. Theo thói thường, đã là 4 giờ sáng rồi, bất luận là mình hay người đó cũng đã thoát khỏi chứng mất ngủ. Hứa Nhạc cả người bỗng thấy lo lắng, ngay lập tức quên đi bản thân kỳ thực cũng đang ở trong thời kỳ u ám nhất của tuổi trẻ, bước vào căn phòng ấy. Chương 80, lần đầu gặp Thái Chi Nguyên. Khẽ gõ cửa gian phòng, bên trong không hề có bất cứ phản hồi nào. Hứa Nhạc nghi hoặc nhìn đèn chỉ thị màu xanh bên cánh cửa, xác nhận gã thiếu niên đó vẫn ở bên trong, thế là lại gõ mạnh vào cửa, nhưng vẫn không có bất cứ tiếng động nào. Hứa Nhạc bất giác căng thẳng, người đó không phải là có chuyện gì, rồi bất tỉnh rồi chứ. Hắn bỗng nhớ ra nguyên liệu cách âm của khu này rất cao cấp, lẽ nào tiếng gõ cửa của mình cũng không cách nào lọt vào sao? Hắn cau mày lại, trực tiếp trở lại phòng của mình, lấy ra chiếc ba, lô được hắn giấu sâu trong hòm đựng đồ, rồi lại bước về một cửa của căn phòng khác. Những thứ trong ba lô bị hắn bày la liệt trên đất, sự va chạm của công cụ kim loại và những tạp vật nguyên khí kiện cùng sự đàn hồi của mặt đất khiến chúng tạo ra một âm thanh kỳ quái. Hứa Nhạc không hề dừng lại, bắt đầu lấy công cụ tiến hành việc phá khóa. Mỗi lần hắn luyện tập trong gian phòng, luôn có thói quen khóa trái cửa, biết chiếc khóa của cánh cửa kia có một cấu tạo phức tạp cổ quái. Nhưng không phải là cửa cảm ứng thường gặp trong liên bang, nếu người trong đó không mở, người bên ngoài rất khó mở ra.
May mà Hứa Nhạc từ nhỏ đã kiếm sống cùng bọn Lý Duy, tuy không làm quá nhiều việc xấu sằng bậy, nhưng việc tìm kiếm những gian phòng trống ở phố Trung Lâu lại làm không ít. Đối với những việc như mở khóa ắt tự có cách riêng của mình, sau này theo Phong Dư Đại Thúc học 4 năm, bất cứ những thứ nào liên quan đến cấu tạo kim loại, gần như đã không thể làm khó được hắn. Hắn có một sự phán đoán cấu tạo không gian nhạy bén và năng lực giải quyết trời sinh ở mặt này. Âm thanh của lưỡi gà cơ và máy điện không ngừng vang lên, công cụ tự cung cấp điện không ngừng tiến hành công việc phá khóa, phát ra từng trận ồn ào. Những âm thanh này vang vọng trong khu yên tĩnh, khiến vô cùng nhức tai. Chán Hứa Nhạc lấm tấm mồ hôi, công cụ trong tay không ngừng thay đổi, phá hoại những thứ có cấu tạo phức tạp, sự lo lắng trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt. Bởi vì tiếng động to như vậy, cũng không thể khiến tên nhóc trong phòng kia có chút phản ứng nào, xem ra đối phương thật sự xảy ra chuyện. Soạt một tiếng, tổ tuyến của vi mạch được khai thông, khóa cửa cuối cùng cũng bị mấy thứ công cụ kim loại kia phá, chiếc cửa gian phòng đẩy về phía bên trong bức tường hợp kim. Xuất hiện một không gian rộng giống với gian phòng mà Hứa Nhạc cả đêm ở đó. Trên vách tường phía xa có một bục đài phẳng, một mô hình robot màu đen được treo ở đó. Mấy chục sợi dây vận chuyển số liệu và điện lưu đủ các màu sắc đã nối liền nó với lối ra vào trong bức tường. Hứa Nhạc không có thời gian dừng lại để ngắm những hình ảnh quen thuộc phía trên. Hắn ném công cụ trong tay xuống đất, chạy về hướng con robot, bởi vì ngay lúc đó hắn nhìn thấy một người tóc đen đang dựa vào góc bên ở trong khoang điều khiển robot. Từ trạng thái đó có thể nhìn rất cơ thể hắn không có chút sức lực nào, có lẽ đang rơi vào hôn mê. Ở cự ly tưởng chừng xa tít, nhưng Hứa Nhạc chạy như bay nháy mắt đã tới, giống như năm đó hắn bay qua bức tường rào điện tử của Liên bang. Hắn giống như một con khỉ linh hoạt trèo lên qua các kẽ hở của bộ phận kim loại trên chân của robot, căn bản không đi theo con đường đã làm sẵn. Dùng tốc độ nhanh nhất trèo vào khoang điều khiển, Hứa Nhạc thận trọng đỡ lấy gã thiếu niên thân hình gầy gò ấy, đem khuôn mặt để gần mũi hắn, ngón tay ấn vào động mạch cổ, xác nhận tim đập và hơi thở của người này vẫn bình thường, mới yên tâm phần nào, thở dốc suy nghĩ, có lẽ chỉ là hôn mê bất tỉnh. Không có điều gì xấu, chỉ là không hiểu tại sao tên nhóc này lại bất chợt bị hôn mê mà thôi. Dùng bàn tay vỗ nhẹ vào mặt thiếu niên, Hứa Nhạc sốt ruột hét, tỉnh lại, tỉnh lại. Sắc mặt của thiếu niên trắng bệch. Bị Hứa Nhạc vỗ vài cái nhưng chỉ khiến khuôn mặt đỏ ửng sắc không khỏe, Hứa Nhạc cau mày, lòng nghĩ gọi điện cho bệnh viện trường, nhưng sợ rằng không kịp. Hơn nữa những bác sĩ kia e rằng cũng không có quyền hạn bước vào khu vực này, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn vào dây cố định của buồng điều khiển robot. Nghĩ cũng không nghĩ, tay phải giật lấy giữa đoạn dây, phụt một tiếng, theo ý muốn, sau lưng cơ thể có một cảm giác nóng bừng. Sức mạnh kỳ đia dưới sự rung động nhỏ dưới da truyền đến tay, dùng lực kéo một cái. Một tiếng bộp vang lên, dây an toàn có tính đàn hồi cao dùng để cố định cơ thể người điều khiển robot. Trong tay Hứa Nhạc đã đứt thành hai đoạn, dùng dây cố định buộc chặt thiếu niên gầy gò kia vào lưng mình. Hứa Nhạc cẩn thận nhanh chóng trèo xuống con robot to lớn kia. Chạm chân xuống đất, hai chân đã lao thẳng ra hướng cửa. Hắn không biết tên này rốt cuộc có bệnh gì là tự nhiên ngã ngất ở đây. Không dám có sơ suất gì, bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa đối phương đến bệnh viện. Hứa Nhạc cõng theo thiếu niên gầy gò kia xuyên qua cánh cửa, chạy vào phòng nghỉ ngơi. Mở một cánh cửa của khu ra vào, hắn đang lo lắng gấp gáp, lại nghe thấy một âm thanh yếu ớt vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu định đưa tôi đi đâu? Đi bệnh viện. Hứa Nhạc không quay đầu lại, vô thức trả lời. Rồi phát hiện người trên lưng mình đã tỉnh lại. Hắn mừng rỡ dừng bước chân lại, thả tôi xuống. Giọng nói của người thiếu niên sau lưng vẫn yếu ớt, nhưng lại bao hàm một cảm giác ra lệnh khiến người khác không thể không nghe. Hứa Nhạc sững người, tháo chiếc dây cố định trên người ra, thả người kia xuống. Nhìn thấy sắc mặt vẫn tái nhợt của đối phương có chút không ổn, vội bế hắn vào phòng nghỉ ngơi, đặt trên ghế sofa. Mãi đến lúc này, Hứa Nhạc mới có thời gian đến nhìn kỹ khuôn mặt này, phát hiện đây là một nam sinh thanh tú, hai mắt lúc này vẫn nhắm lại. Đôi môi mỏng mím chặt, cơ hồ đang rất đau khổ, còn dưới hai hốc mắt hiện ra một màu xanh nhợt nhạt trông rất thiếu khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên Hứa Nhạc và Thai Chi Nguyên gặp nhau. Lúc đó Thai Chi Nguyên vẫn nhắm chặt mắt, chìm trong đau đớn. Cho nên trong ấn tượng của Hứa Nhạc sau này, Thai Chi Nguyên chính là một thiếu niên bệnh tật đáng thương nhỏ tuổi hơn mình. Bất luận Thai Chi Nguyên sau này sẽ có thân phận nào, nhưng Hứa Nhạc vẫn cố chấp cho rằng hay là đến bệnh viện. Hứa Nhạc nhìn người thiếu niên vẫn đang nhắm mắt, quan tâm đề nghị.
Thái Chi Nguyên từ từ mở hai mắt ra, lời nói của Hứa Nhạc như líu lại. Hắn trước nay chưa từng nghĩ rằng đôi mắt của một thiếu niên lại có thể bình đạm đến như vậy, bình đạm như một lão nhân đã trải qua nhiều năm tang thương sóng gió, tuy vẫn có sự trong vắt vốn có của tuổi trẻ. Nhưng khi Hứa Nhạc nhìn vào thiếu niên ấy, vô thức cho rằng ánh mắt của đối phương không bao giờ xuất hiện sự rung động trong đó. Đây là ánh mắt liếc nhìn liên bang được hình thành tự nhiên qua nhận thức địa vị thân phận và tâm thái. Đây là sự trầm tĩnh được nuôi dưỡng từ nhỏ ở trong các gia tộc cổ xưa nhất liên bang. Đây là đôi mắt chỉ có ở những nhân vật lớn. Nhưng Hứa Nhạc vốn không hiểu những điều này, hắn chỉ là cảm thấy đôi mắt bình đạm ôn hòa của đối phương lại không hề có sự ấm áp. Đó tuyệt đối là sự kiêu ngạo được ẩn trong sự thân thiện rụt rè hoàn mỹ. Hứa Nhạc lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm tại sao đôi mắt của thiếu niên này lại ôn hòa nhưng vẫn khiến cho người khác nảy sinh một cảm giác kính sợ như vậy, nói, đã xảy ra chuyện gì? Thái Chi Nguyên không ngờ mình vừa tỉnh lại trong cơn hôn mê, người đầu tiên nhìn thấy lại là gã thiếu niên kia, hắn im lặng không trả lời. Cơ thể hắn trước nay đều không tốt, đường huyết quá thấp, căn bệnh này vẫn không có chuyển biến tốt, đặc biệt là mấy năm gần đây thường có chứng mất ngủ. Ngày qua ngày lại càng thêm mệt mỏi, mỗi đêm đều bắt buộc phải ăn món ăn đêm do quản gia Cận cẩn thận chuẩn bị mới có thể bổ sung thể lực. Hắn dặn dò quản gia Cận không cần chuẩn bị món ăn đêm, đó là vì hắn đã quen được gã thiếu niên trong phòng này ngày ngày mang đến thức ăn cho mình ăn. Nhưng không ngờ liên tiếp 4 ngày trời, ngoài vào ngày thứ 2 Hứa Nhạc mang đến một túi bánh mỡ ra, lại không còn gì để ăn nữa. Thái Chi Nguyên có chút đau đầu nghĩ, mình hình như đã trở thành một con mèo rừng được cho ăn quen, đã thành thói quen đối với chuyện đó rồi. Thái Chi Nguyên không muốn giao thiệp quá nhiều với người thanh niên trước mặt, thậm chí cũng không muốn gặp mặt, nhưng lúc này cuối cùng đã gặp, trong lòng hắn lại bực bội suy nghĩ. Nếu không phải là cảm thấy bản thân đã thua một tên mới học về thao tác robot, khiến hắn chuyên tâm luyện tập mà quên thời gian, thì hắn cũng không đến mức bị đường huyết thấp mà ngất đi. Chính vì những cách nghĩ này, khiến phong độ thường ngày hắn duy trì hoàn mỹ trước mặt kẻ trên người dưới trong gia tộc xuất hiện một số kẽ hở. Hắn nhìn chàng trai đang quan tâm nhìn mình, nói rành rọt từng câu từng chữ, tôi không ngất đi, chỉ là ngủ quên mất. Hứa Nhạc rõ ràng không tin vào lời giải thích này, bật cười nói, đánh lâu thế mà còn không tỉnh, trừ khi cậu là con lợn mới thế. Thái Chi Nguyên sắc mặt tối sầm lại, với thân phận của hắn mà bị người khác mắng là lợn, quả thực là một chuyện khó có thể chấp nhận, im lặng một lúc rồi nói, đường huyết của tôi thấp một chút. Tiếp đó cau mày nói, mấy ngày liên tiếp cậu không chuẩn bị đồ ăn đêm cho tôi, đó chính là nguyên nhân. Hứa Nhạc không hề có nghĩa vụ trách nhiệm phải làm đồ ăn đêm cho đối phương, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ trả lời một cách mỉa mai. Nhưng Hứa Nhạc lại cảm thấy dường như đúng là lỗi sai của mình, hắn vốn là một người như vậy, nên áy náy nói câu xin lỗi đối phương. Tuy trên thực tế đã nói chuyện qua giấy bút rất lâu, hơn nữa còn nói chuyện qua máy đàm thoại, rồi đánh nhau trong những cảnh ảo, nhưng Hứa Nhạc và Thái Chi Nguyên thực chất mới chỉ là lần đầu gặp mặt thật. Họ là những người xa lạ, địa vị thân phận hoàn toàn cách xa nhau, vì vậy khi mới bắt đầu, không khí nói chuyện có chút gượng gạo quái dị. Mãi đến khi Thái Chi Nguyên nhắc đến đồ ăn đêm, không khí ngay lập tức đã thân thuộc hơn. Giống như từ một tòa kiến trúc biến thành một tờ giấy, mà hai người trẻ tuổi này biến thành hai câu nói trên tờ giấy ấy. Hứa Nhạc đứng thẳng dậy, tìm ra một bình nước và một túi bánh quy được ép bằng năng lượng cao trong đống đồ vật loạn xạ bên cánh cửa. Ăn một chiếc bánh uống một ngụm nước, tinh thần của Thái Chi Nguyên đã tốt lên rất nhiều, hắn mỉm cười nhìn Hứa Nhạc, rồi nhìn túi bánh trong tay mình. Chế giễu nói, hình như cậu bất luận là lúc nào ở đâu, cũng có thể tìm được thứ để ăn bên người nhỉ, cũng giống con chuột thật đấy. Hứa Nhạc chuyển một chiếc ghế đến ngồi cạnh sofa, nhìn tinh thần của thiếu niên đã khá lên nhiều, tâm trạng của hắn cũng nhẹ nhõm hơn. Thở dài nói, hết cách rồi, con người tôi luôn là rất dễ đói, bên cạnh nếu không có đồ ăn vặt mang theo, thì không có cách nào sống qua ngày được. Đúng rồi, quen biết lâu vậy rồi, vẫn chưa biết tên của anh. Hắn chân thành chìa tay ra, nói, tôi là Hứa Nhạc. Thái Chi Nguyên đương nhiên biết hắn tên là Hứa Nhạc, do dự giây lát, cũng chậm rãi đưa tay lên, nói, Thái Chi Nguyên. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.
Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.